là ông Trương Ba. Hôm nay sao không một lời từ biệt với ông Trương Ba? Ông đi rồi, bỏ lại tôi một mình. Tôi biết sống với ai đây ông Trương Ba ơi? Tôi thấy trong tủ đồ của ông có cái nhang này nè, bây giờ tôi đốt luôn cho ông á. Ông mau về đây phụ hưởng đi nghe chưa? Ông Trương Ba ơi, là ông Trương Ba. Còn sống không thích đánh cờ lắm nè. Giờ tôi đâu có bàn cờ tôi cho ông nhớ nhớ ông chơi cho đỡ buồn nè. Ông Trương Ba ơi, là ông Trương Ba. Nhang của Trương Ba kìa. Không biết mấy bữa nay hắn ta đi đâu, mà tới tận hôm nay mới chịu đốt nhang mời tôi xuống. Tôi thấy từ ngày có Trương Ba, nó đã chịu hầu cờ với ông, tôi thấy ông lại thích thú thêm hơn nữa chứ. Trương Ba quả là một kỳ thủ uyên thâm. Tôi mà không thích thú mới là lạ. Thôi, tôi xin phép lão quân cho tôi xuống dưới làm với hắn vài gián nghe. Ừ, đi nhanh nhanh rồi về cũng lẹ lẹ, tôi chờ ông đây. Chào biệt lão quân. Trương Ba, ta đến rồi đây. Ủa? Trương Ba đâu? Chứ bộ không phải chính hắn đã đốt nén nhang này kêu ta đến đây hay sao? Có chuyện gì vậy? Hả? Ông là ai? Bộ ông ở xa tới đây. Ở xa tới sao mà ông không biết chuyện này hả? Ta là người bạn vong niên của Trương Ba. Còn hắn á là hảo bằng hữu của ta. Bọn ta đã có một thỏa thuận là hãy cứ mỗi lần hắn đốt nén nhang này lên là ta sẽ đến đây để đánh cờ cùng hắn. Giờ hắn đâu rồi? Ông nghe chưa ông Trương Ba? Bằng hữu của ông tới thăm ông kìa ông Trương Ba ơi. Hắn đã... Ông đã nằm sâu dưới ba tấc đất này rồi ông ơi. Trời ơi là trời. Thiệt là tức chết đi được. Tại sao ngươi ra đi mà không thèm nói với ta một tiếng nào vậy hả? Bằng hữu gì mà kỳ vậy? Tại sao ngươi lại không nốt đi nhang để kêu ta tới hả? Cũng mới vừa giáp tuần thôi thưa ông. Mà ông nói đốt nhang gì? Giáp tuần. Giáp tuần. Trời ơi, vậy là đã muộn rồi. Mặc dù ta có phép cải tử hoàn sinh, nhưng vì bây giờ thân xác của Trương Ba đã không còn nguyên vẹn nữa thì ta cũng không thể giúp gì được. Ủa, thì phải làm sao đây? Phải khi á, khi mà hắn vừa mới tắt thở á, ngươi biết chuyện ngươi đốt nén nhang cho ta thì chuyện đâu đến nỗi như thế này. Nói vậy ông là... Ta là đế thích đây. Dạ, vợ quá của Trương Ba xin ra mắt ngài đế thích. Tôi đây có mắt mà như mù, không biết ngài.
Lúc còn sống, tôi có nghe Trương Ba nhắc tới ngài và hết lời khen ngợi ngài. Tôi cứ tưởng ổng đang nằm mơ. Trời ơi, nào đâu có ngờ hôm nay có duyên gặp ngài. Nhưng mà Trương Ba và tôi xấu số. Trương Ba, đi thủ hảo lại mất sớm như thế này quả là một chuyện đáng tiếc. Ta phải làm sao đây? Phải có cách nào bây giờ mới được chứ? Nói vậy là ngài có cách giúp cho chồng tôi sống lại sao? Cũng không hẳn là như vậy. Mặc dù là ta có cái phép cải tử hoàn sanh, nhưng mà ngặt một nỗi là chồng của ngươi đã chết cách đây hơn một tuần rồi, xác đã không còn nguyên vẹn nữa, thì ta cũng không thể nào mà giúp được. Nếu như có một cái xác nào mà vừa mới chết mà thân xác vẫn còn nguyên vẹn thì ta có thể giúp được. Tôi đây người trần mắt thịt, không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của ngài. Ý của ta là nếu chồng của nhà ngươi mà sống lại trong hình hài của một người khác thì ngươi có nhận ra hay không? Nhận ra chứ. Vợ chồng chung sống bao nhiêu năm, bây giờ ông có quá thành tro tôi cũng nhận ra nữa. Nếu vậy thì ngươi hãy để ý ở trong xóm, ở đâu đó gần xa, nếu biết nhà nào có ai vừa mới mất á mà thân xác vẫn còn nguyên vậy thì ngươi hãy cho ta biết ha. Dạ. Ủa, ở đâu như là có ai vừa mới mất hả? Cái đó là đám ma của anh Hàng Thịt ở phía xóm trên á. Ổng nghe đâu mới vừa trúng gió chết. Nhưng mà thân xác của anh ta vẫn còn nguyên vẹn chứ? Dạ thưa, chắc là còn nguyên vẹn, tại vì chỉ vì trúng gió chết thôi mà. Nếu vậy á thì ngươi chuẩn bị đón chồng của mình về trong tình hài của anh Hàng Thịt. Vậy có nghĩa là có phải ý ông là, ủa ông ơi, ông ơi là ông, tại sao ông bỏ vợ bỏ con, ông đi như vậy, trời ơi, ông làm như vậy thế. Mẹ ơi, Quý nhập cả. Mẹ ơi. Tỉnh lại rồi hả? Con tỉnh lại rồi đúng không? Mẹ ơi, cái gì vậy? Hả? Ủa? Ông ngồi làm đám ma nhà vậy? Hả? Ủa? Ngồi làm đám ma nhà vậy? Ông mới chết rồi bây giờ ông hồi dương lại nhộn này. Tôi mừng quá. Chị mà. Đây phải vợ tôi. Đây là chị Cư, vợ anh Hàng Thịt, mẫu thịt mà. Còn tôi là Trương Ba. Hàng Thịt, ông Hàng Thịt. Trời ơi. Ông Hàng Thịt mà. Trời ơi. Không phải vợ tôi đi về nhà tôi. Cái gì vậy? Trời ơi. Rượt theo. Trời ơi, dòng nhớ là chồng. Dạ. Sao mà khổ vậy nè? Mừng quá, về tới nhà rồi. Mình ơi, mình đâu rồi? Ông là... Chồng mình à? Thầy nếu thích đó, đã cho tôi hoàn hồn rồi. Tôi về đây với mình nè mình. Tôi là Trương Ba nè mình. Đúng là Trương Ba, chồng của tôi đây rồi. Đúng như lời ngài Đế Thích đã dạy, chồng mình sẽ sống lại trong thân xác của người khác. Nhìn cái ông Hàng Thịt này thật là lôi thôi, nhưng biết sao bây giờ. Chồng mình nè. Trương Ba. Đúng là mình rồi. Đúng rồi. Mình về một mình được rồi, sao kéo đông người về dữ vậy? Hả? Đập cửa lại. Chồng ơi là chồng, đâu rồi? Trời ơi, ông ơi là ông, sao mà ông bỏ vợ qua bên đây vậy? Đây là chồng của tôi. Mày bị điên rồi hả? Trương Ba, chồng.
chồng của bà chết là mồ xanh cỏ rồi kìa. Còn đây là chồng của tôi. Trời ơi, chồng tôi mới qua Hoàng Dương. Chạy một mạch qua bên đây tôi chưa kịp mừng gì hết là ông đã chạy qua bên đây rồi. Trời ơi, trời ơi. Dân làng ơi, có thấu trời xanh. Làm sao vậy? À, bấy lâu nay hai người tòm tèm với nhau qua mặt tôi. Trời ơi, bây giờ tôi mới nhìn ra. Trời ơi, Trương Ba ơi là Trương Ba. Ông sống khôn thoát tiền. Ông ngó xuống mà coi con vợ của ông đi giật chồng của tôi kìa. Cha ơi, cha. Cha có ba chơi chưa tỉnh đúng không cha? Đây đâu phải là nhà của mình đâu. Nhà mình là lò mổ mà cha. Không phải cha, ta là Trương Ba. Đây là nhà của ta, chứ không phải bên lò mổ. Đâu biết lò mổ là cái gì? Ông không phải là Trương Ba, ông là chồng của tôi, là chủ lò mổ. Ông có biết là một ngày ông nằm xuống là tôi thất thu bao nhiêu hay không? Bây giờ mấy con heo đang ở nhà chờ ông về mổ kìa, đi về lên. Cái gì, tôi về nhà mổ heo hả? Chứ gì nữa? Trời ơi, nhỏ lớn á, con gà tôi chưa biết dám cắt cổ nữa. Mỗi lần thèm ăn cháo gà là vợ nè, vợ tôi cắt cổ gà nấu cháo tôi ăn. Giờ kêu tôi về thọt huyết heo. Trời ơi, máu heo nó phun ra một cái là tôi xỉu đó. Đúng rồi đó, đúng rồi đó chị ơi. Chị bình tĩnh nghe tôi nói. Chị bình tĩnh nghe tôi nói nha. Tuy là cái xác là của chồng chị thật, nhưng mà cái ruột là của tôi. Bà nói cái gì tôi không hiểu gì hết trơn. Cái gì mà nói nuôi vậy? Cái ruột là chồng của bên này. Còn cái xác là chồng của bên này. Tôi không cần biết. Bây giờ tôi chỉ biết là cái xác ở đâu thì cái ruột ở đó. Bây giờ đi về nhà mổ heo lấy ruột heo ra cho tôi. Trời ơi. Đây. Trời ơi, tức quá. Thầy cốt. Đó. Trời ơi, thầy ơi là thầy. Thầy đã phải chứng kiến mọi việc rồi. Từ lúc chồng của con nằm xuống cho đến lúc chồng của con Hoàng Dương, rồi chồng con lại chạy qua bên này. Bây giờ thầy nói một câu công bằng cho con đi. Chưa bình tĩnh. Trời ơi, sao mà con bình tĩnh nè. Bình tĩnh. Mọi người hãy nghe tôi nói đây. Ông này á, không phải là Trương Ba, mà là ông Hàng Thịt thôi. Thấy chưa? Thấy chưa? Tôi nói có sai không? Ông nghe chưa? Ông là chồng của tôi, là chủ Hàng Thịt, chứ không phải là Trương Ba. Thì có đi về không? Tôi vừa nói hết. Vì ai cũng biết á, ở cái làng này á, Trương Ba là người đánh cờ rất giỏi. Đúng rồi. Còn ông này là chỉ là ông Hàng Thịt mà thôi. Đúng rồi. Thấy chưa? Đúng rồi, chồng tôi chỉ biết đánh cờ thôi. Hàng Thịt không phải là Trương Ba. Thấy chưa? Nghe rõ chưa? Chồng của bà là Trương Ba, đánh cờ rất giỏi. Còn chồng của tôi một chữ bẻ đôi cũng không biết thì làm sao mà biết đánh cờ. Không nói nhiều nữa, tránh ra. Bây giờ ông sao? Hả? Có đi theo tôi vậy không? Mình ơi. Buông ra. Mình ơi, tôi bị ngã tay. Mình ơi, anh đâu biết mổ heo đâu. Mắt anh mổ heo. Mình ơi, mình ơi. Mình ơi, mình ơi. 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 Cứu anh mình ơi. Chồng của tôi chỉ biết đánh cờ thôi, không có biết mổ heo đâu. Mình. Mình. Sao mình lại về đây? Tôi nhớ mình quá à. Nhà bên kia tôi ở không quen, không phải nhà của tôi. Tôi trốn về. Mình. Mình làm vậy tôi biết phải làm sao. Như vậy làm sao tránh được lời dị nghị hả mình? Chứ giờ tôi biết làm sao. Đây là nhà của tôi. Vợ tôi ở đây. Tại sao tôi không được về với vợ tôi chứ? Tôi là Trương Ba. Tôi là Trương Ba mà. Mọi người đi theo tôi nè. Đó, 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 đó. Trời đất ơi, trời ơi, là trời. Cái đồ gian vô dân bộ. Bây giờ đây đủ bằng chứng hết trơn rồi. Dân làng nhìn đi, dân làng thấy đi. Bao nhiêu bằng chứng ở đây có thể nào làm chứng cho tôi được chưa? Con mụ đó nó giật chồng của tôi. Bà bình tĩnh đi. Trời ơi, đây là nhà của tôi. Tôi từng ở đây, tôi từng ăn ở đây, tôi ngủ ở đây. Còn đây là vợ của tôi mà. Sao tôi không về nhà tôi được? Tôi là Trương Ba, tôi là Trương Ba. Nín, nín liền. Ông nói ông
là Trương Ba hả? Thật bị điên rồi. Trời ơi là trời có ma mới tên ông đó. Thôi mọi người có tin ông là Trương Ba hay không? Hả? Hai tên. Trời ơi tôi là Trương Ba mà. Thôi được rồi. Nếu như ông nói ông là Trương Ba, ông chứng minh đi. Chứng minh đi. Chứng minh cái gì? Chứng minh sao ta, người ta mới tin tôi là Trương Ba? Nè ông nói ông là Trương Ba phải không? Ừ. Ông Trương Ba hồi xưa ông đánh cờ hay lắm. Ông chứng minh thử coi ông đánh cờ hay không? Đúng rồi đó. Đánh cờ thôi hả? Dám không? Nếu mà tôi biết đánh cờ thì tôi là chồng của bên đây chứ không phải chồng của bà đúng không? Buông ra đây, buông ra. Nếu mà tôi đánh cờ tôi là Trương Ba đúng không? Đúng. Nhưng mà nè, với một điều kiện, ông phải làm cho tôi tin bằng cách là ông phải đánh cờ với một người nào giỏi nhất xứ này. Dám không? Tôi mới chịu. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Sao nữa? Đánh thì đánh, có sao đâu. Giờ kiếm người giỏi nhất xứ đánh cho mà coi. Bây giờ có ông Kỳ Như kìa, ông đang đánh cờ ở ngoài kia kìa. Ông ra ông thi đấu với ông đi. Ông thắng ông tụi tôi mới tin. Phải không bà con? Đúng rồi. Ông Kỳ Như. Tưởng chuyện gì, ông Kỳ Như chưa bao giờ đánh cờ mà thắng được Trương Ba hết trơn á. Chỉ cần Trương Ba đi vài nước cờ thôi, Kỳ Như biết a. À, đây là Trương Ba. Đâu Kỳ Như đâu? Đâu Kỳ Như đâu? Đi. Kỳ Như đâu? Cảm ơn trời Phật đã ban cho chồng con sống lại. Nè. Ủa, vậy là làm sao? Nếu như cái ông này không phải là chồng của tôi, vậy thì chồng tôi đâu? Hả? Chồng tôi đâu? Trả xác chồng của tôi cho tôi đi. Tôi không biết, đây là chồng của tôi chứ không phải chồng của bà. Có gì thì đây cũng là xác của chồng tôi. Trả liền. Bà lấy xác gì bà chôn mới chứ làm gì bà đầu hoài vậy? Trời ơi, bà đem xác gì bà chôn chứ bà làm gì bà đòi hoài vậy? Ê, bà kệ tôi. Sao mấy người nhiều chuyện vậy? Chuyện gia đình tôi để tụi tôi tính. Nhiều chuyện. Tôi không cần cái xác, tôi chỉ cần phần hồn. Bà có giỏi thì bà đem xác về nhà đi. Cái gì? Thách tôi hả? Bây giờ ở đây cho dù không phải là chồng của tôi thì tôi cũng đem cái xác này về tôi chôn. Bà không? Bà hả? Cái gì? Chưa bà. Nè, ông Kỳ Như, ông có thắng nổi được không? Tao không tin. Kỳ Như này không thể thu một tên hàng thịt như ngươi được. Chứ hồi nào tới giờ ông có thắng nổi được Trương Ba đâu. Ôi là chồng. Ủa, mắc mớ gì mình đâu? Người Ngọc, dừng lại. Ông gọi tôi. Ở đây chỉ có hai người, chẳng lẽ tôi gọi tôi? Nàng đi đâu mà dội mà vàng? Dừng lại ở đây, uống với ta một ngụm rượu để kết bầu bạn nghe. Chắc là ông nói giỡn, tôi không biết uống rượu. Người Ngọc mới là đang giỡn đó. Chẳng phải người Ngọc đang cai quản kho ngự tủ của Ngọc Hoàng hay sao? Bao nhiêu lọ rượu từ trên trời xuống tới đất, lỗi nào mà nàng Ngọc không biết? Nàng Ngọc không biết thì ai biết?
ông biết ta là ai, vậy chắc chắn phải biết tuổi tác của ta rồi. Rõ ràng là nhỏ hơn ta, vậy sao dám... Ôi, tuổi tác tức gì là cái thứ gì? Với ta, người ngọc là người ngọc, vậy thôi. Thôi, ở lại đây, mình cùng nhau bầu bạn. Ông đúng là không biết trên dưới trước sao. Trên là thiên quan, dưới là dân thường, bình đẳng như nhau. Trước lạ sao quen, nàng ngọc, nàng kẻ trung lắm. Đừng có suy nghĩ cứng nhắc như vậy. Nàng nên nhớ, nàng là phận đàn bà, mà đàn bà thì phải cần có đàn ông. Ông... Nè, nàng đỏ mặt rồi đó nghe. Ta đợi nàng ở đây đó. Sau khi ướp trà vào sen thì con phải sao trà. Khi sao trà thì phải giữ cho lửa nhỏ, để trà khô nhưng không bị cháy, mất mùi của trà. Xong một mẻ thì... Nàng kẻ trung lắm, nàng nên nhớ, nàng là phận đàn bà, mà đàn bà thì phải cần có đàn ông. Nữ quan, nữ quan, nữ quan. Ta nói tới đâu rồi? Dạ, người nói tới công đoạn sao trà rồi. Nữ quan, hình như hôm nay người không được khỏe hả? Hay là sương sớm đầm sen làm cho người nhiễm hàn rồi? Chắc vậy, ta già rồi. Không có đâu, nữ quan còn trẻ lắm. Con thấy có người nhìn theo nữ quan lúc nữ quan đi qua nữa đó. Lẻo mép. Dạ không, con nói thiệt mà. Người ta còn hỏi con là sư phụ xinh đẹp của con đi đâu mất rồi mà sao không thấy nữa. Ai? Dạ, là người dưới trâu. Ông ta còn hỏi con là sao giờ này không thấy sư phụ xinh đẹp của người đi qua. Người cũng nghĩ vậy hả? Dạ. Sư phụ biết ông giữ trâu sao? Thôi làm đi, sắp tới bữa rồi đó. Dạ. Bắt gặp quả tang nghe. Nàng ngọc nàng ngà của ta đang ngồi đây chờ ta đó nghe. Nàng hết đường chối cãi nghe. Sao ta lại phải chờ ngươi chứ? Ta đi hái gia vị về ngang thôi mà. Thôi mà, nàng đừng có những lời dối gian với ta nữa mà. Dưới trướng nàng có biết bao nhiêu là học trò, đúng không nè? Tại sao nàng không sai bảo nó đi? Mà có đi hái gia vị á thì cũng phải là lên rừng xuống suối mà hái. Hay đâu dưới khung cảnh lãng mạn ở ngay đầm sen như thế này. Thôi, có nhớ tôi á thì cứ đi tìm. Vậy đi cho nó đơn giản. Nàng ngọc nàng ngà của ta ơi, cái khung cảnh này lãng mạn quá. Thôi thì đôi ta ngồi đây nhâm một tí rượu cho nó lãng mạn nghe. Cho mình ngồi kế bên nghe nàng ngọc nhỉ. Mời nàng ngọc của ta. Thôi mà. Má đỏ bồ quân rồi kìa. Nhìn khuôn mặt nàng xinh như thiếu nữ trăng rằm vậy đó. Hôm nay sai với ta nghe. Mình ăn đi. Trời ơi, mình mua gà ở đâu ngon quá vậy? Ủa, mà sao mình mua gà cúng cho tôi ăn vậy? Gà cúng là sao? Thì đó, gà bình thường á thì nó sủi cánh sủi chân, đúng không? Con gà này á bẻ cánh lại, ngóc đầu lên vậy nè, giống như cung vong vậy đó. Mình này giỡn hoài hả? Mấy thức ăn này đắt tiền lắm nghe mình. Đắt rẻ xá gì, mình cứ ăn nhiều vô, bù cho lúc chưa gặp tôi toàn là uống rượu suông bệnh chết à.
đúng là ông trời có mắt đem mình đến với tôi nè. Càng ngày tôi thấy mình nó nghe mân mởn ra đó nghe, hình như là có hơi của tôi thì sao á. Mình này nói kỳ quá hả. Mà nè, kho vua thức ăn đầy ở đó, sao mình không lấy cho tôi ăn, đi mua một chi cho tốn tiền vậy? Không được đâu, quan trên trông xuống người ta trông vào, tôi còn biết bao nhiêu học trò nữa, mình làm thầy mà nhập nhem bậy bạ mất quy hết. Đứa nào thò lẻo mấy Ngọc Hoàng á, mình dặn cổn á, còn mình không dám dặn á. Nói tôi nè, tôi dặn cổn nó cho. Còn Ngọc Hoàng á, ngoài những thức ăn mà mình nấu ra á ha, còn những người nào khác nấu á thì Ngọc Hoàng không đụng tới đầu đũa nữa. Không sao, tôi lo được, mình cứ ăn uống no sai đi, chuyện đó để tôi lo. Ý tôi nói á, mình tích cóp sau này để vợ chồng già mình á dưỡng già. Tôi nói vậy mình thấy hợp lý không? Còn tôi á, tôi nói thiệt với mình nha, ngoài cái sắc của tôi thôi, chứ còn bản thân tôi không có củ nã gì đâu á. Mình nói vợ chồng già hả? Ủa, chứ không lẽ mình quen tôi á là chỉ thoáng qua đường thôi hả? Không, mình nói chữ vợ chồng làm tôi Ăn đi mình. Tôi biết rồi, để tôi tính cho. Yêu mình quá à. Dạ, thưa nữ quan, trà ướp xong rồi. Dạo này ta thấy người giỏi hơn rồi đó. Dạ, con cảm ơn nữ quan. Kho vua thức ăn đầy ở đó, sao mình không lấy cho tôi ăn, đi mua chi cho tốn tiền vậy? Mình tích cóp sau này để vợ chồng già mình á dưỡng già. À, để đó ta sắp cho, vô trong lấy rượu đi. Dạ. Con không mình. Tuyệt hảo, không hổ danh là biết trưởng. Kiểu này á, tôi đâu có thua gì Ngọc Hoàng đâu. Không, phải nói là hơn Ngọc Hoàng nữa mới đúng. Vừa được thưởng thức sơn hào hải vị nè, từ trời tới đất này ha, vừa hưởng luôn biết trưởng của thiên đình nữa. Phải rồi, món nào ngon nhất hàng ngày dâng lên Ngọc Hoàng, tôi đều sớt lại cho mình. Rượu ngon ở trong kho trời, không có loại nào mà mình chưa được nếm. Có khi còn nếm trước cả Ngọc Hoàng nữa chứ. Nhất mình rồi nha. Đúng là hai đứa mình trời sinh một cặp. Mình, tôi thấy từ ngày mà mình lấy tôi á, mình đẹp hẳn ra đúng không? Đẹp đâu mà đẹp, mập ra thì có. Ngày nào cũng gặp mình, rồi ăn uống no sai kiểu này nè, chắc có bữa tôi phải nới cửa lăn vô nhà quá à. Không biết sao đâu, dù cho mình vừa đi vừa lăn đi chăng nữa, tôi vẫn thấy mình đẹp nhất ở thiên đình. Thiệt không? Ừ, hứa rồi đó nha. Danh dự, lời hứa của một trang anh hùng hảo hứng mà. Nè mình, tôi cứ tò mò, không biết trên thiên đình nó ra làm sao, vô trong đó chắc đã lắm mình ha, phải không mình? Ý của mình là mình muốn vô bếp hả? Không được đâu. Chẳng phải mình á là bếp trưởng ở trên thiên đình hay sao? Thì mình đã cai quản hết cái bếp đó rồi, đúng không? Còn mấy đứa con học trò của mình á, tụi nó đi làm chẳng lẽ không có ngày nghỉ, còn đi môn kêu khác ai mò vô đó làm gì, đúng không? Ý của tôi á là tôi đến đó để coi mình làm việc làm sao. Mình quan tâm tôi thiệt hả? Chứ không lẽ tôi không quan tâm tới mình? Hay là trong đôi mắt của mình lúc nào cũng nghĩ tôi là kẻ phàm ăn tục uống hả? Tôi quen mình á là chỉ để hưởng những cái cơm cặn cá thừa của mình. Tôi đâu có nghĩ vậy đâu. Thôi được rồi, để tôi tính. Phải vậy chứ. Ăn đi mình, ăn đi mình. Dạ, chào nữ quan.
Ngươi làm gì mà rình rập sau lưng ta vậy? Ờ, dạ, con đâu dám. Con chỉ muốn báo tin là con sắp thịt xong rồi. Nhờ nữ quan chỉ mà con sắp thịt khéo hơn. Vậy à? Ừ. Ờ, để đó, lát nữa ta sẽ vô làm món hầm. Vô coi bắt nước lên đi. Nhưng mà con thấy hình như thịt hơi nhiều thì phải. Im đi. Nhiều hay ít, ta không biết liệu hay sao mà ngươi thắc mắc. Dạ, con không dám. Tại con sợ dư rồi sẽ không được tươi ngon. Ai nói với ngươi là dư? Đi đi, đừng có nhiều chuyện nữa. Dạ. Mình à, mình làm hết hồn hả? Nè, tạm thời á, mình kiếm chỗ núp ở ngoài này đi nha. Trời tối rồi tôi đưa mình vô nha. Công nhận vườn thượng uyển của Ngọc Hoàng á đẹp nguy nga tráng lệ, y chang như vườn thượng uyển. Mình nói nhỏ nhỏ thôi, có ai nghe được là cả hai cùng chết luôn đó. Không có chết đâu mà. Mình tối nay nha, hai đứa mình sẽ làm náo loạn bế thiên cung. Thôi mình vô đó đi, chuẩn bị đồ ăn thức uống cho tôi nghe. Để tôi đi dạo tham quan cái vườn thượng uyển một chút. Tôi không để cho bị bắt đâu, yên tâm. Cẩn thận nha mình. Nè, ăn đi mình. À, thôi thôi. Hiện nay tôi ngán động vật lắm rồi. Bây giờ mình gấp thực vật cho tôi ăn đi. À, vậy mình ăn cái này nghe. Ừ, cũng được. Nè, ông uống miếng nha. Ôi. Bây giờ no sai rồi, mình phải nổi nhạc lên. Mình nhẹ tay chút đi, lỡ có ai nghe được thì sao? Ai nghe thì kệ họ. Sợ cái gì? Ai dám nói cái gì vợ chồng mình? Tôi cảm thấy là tôi còn sướng hơn ông trời nữa. Tôi có chết gì mình tôi cũng mãn nguyện lắm mà. Nói bậy không hả? Phải sống để mà hưởng thụ chứ sao lại chết? Đúng rồi, mình phải sống 1.000 năm, 1.000.000 năm để mình hưởng thụ chứ. Nè. Những món rau phải dùng nóng thì cứ để sẵn nước dùng, đợi tới sát giờ mới bỏ vô để giữ được màu xanh. Nè. Dạ. Nãy giờ ta nói ngươi có nghe không? Ngó đi đâu vậy? Dạ, con đáng tội, xin nữ quan bỏ qua cho. Ngươi là đứa chịu khó, cũng có khiếu chứ không phải không. Để tâm để ý thêm chút xíu nữa, sau này mới làm nên chuyện. Dạ. Con cảm ơn nữ quan đã tận tình chỉ dạy cho con. Nhờ người mà không chỉ con được học tay nghề nấu ăn, mà còn là tâm đức của người đầu bếp nữa. Con chỉ mong nữ quan mãi mãi như vậy. Con nhỏ này, bữa nay nói gì giống như là... Có chuyện gì? Nói ta nghe đi. Dạ, dạ không có gì. Con chỉ sợ là nữ quan có chuyện gì thì không ai chỉ dạy con nữa. Con chỉ muốn được học từ người nhiều hơn. Khéo lo, làm gì có chuyện gì chứ. Thôi, ngươi làm việc tiếp đi, ta đi kiểm kho một lát. Dạ. Con nhỏ này, sao tự nhiên nó nói gì kỳ vậy? Nó có biết gì không? Chắc là không đâu, ta lo quá rồi. Nè, em có nghe gì không? Nghe gì chị? Không nghe thì cũng phải thấy chứ, em ở suốt với bà mà. Thiên đình đang đồn lên á, là sư phụ của em á, hình như ăn vụng thức ăn của thiên đình, mập ú lên rồi kìa. Có chuyện đó sao? Chắc không phải đâu, nữ quan không phải là loại người đó. Nếu mà người tham ăn thì đã mập từ mấy ngàn năm trước, chứ đâu phải để tới bây giờ. Thôi đi, đừng có binh. Mấy ngàn năm trước không có, nhưng mà từ lúc cặp kè với lão chăn trâu sâu rượu háo đói đó, mọi người nói đó, chị nghe hết rồi. Tưởng danh giá lắm, ai ngờ nhào vô thằng cha chăn trâu đó. Gớm. Chị,
Chắc không có chuyện đó đâu. Chị không biết, nhưng mà nói bả liệu hồn đó. Nhịn được mấy ngàn năm thì nhịn luôn cho rồi. Tự nhiên đang đàng hoàng mà đổ đốn, nó còn kinh khủng hơn triệu lần đó. Ra vẻ ta đây đạo cao đức trọng liêm khiết lắm. Bể ra đi, rồi thiên hạ sẽ cười cho thúi cái mũi. Mà người đầu tiên á là chị nè. Dám nói con nhỏ này không xứng đáng là học trò của bả. Ai mới là người không xứng đáng á, giờ lòi mặt ra rồi đó. Tới tay Ngọc Hoàng đi, để coi Ngọc Hoàng xử bả như thế nào. Chị. Chết rồi, mình phải làm sao đây? Không nói thì nữ quan nguy mất, mà nói thì nữ quan ê mặt. Mau dọn chén ra đi. Dạ. Nữ quan à, con có chuyện này. Nói đi. Dạ, là con thấy con, dạ, con nghĩ là... Cái gì mà như gà mắc tóc vậy? Có chuyện gì nói ta nghe. Dạ không, chỉ là con lo cho nữ quan. Tại con nghe thiên hạ bàn tán. Bàn tán chuyện gì? Dạ, nữ quan tha tội, con mới dám nói. Con nghe bàn chuyện của nữ quan cặp kè với ông Chăn Trâu. Người ta nói người mê ổng. Nhảm gì? Ngươi đi tin những lời sằng bậy đó hả? Mau mà học đi. Dạ, chỉ là... Mà giả sử ta có chuyện gì đó với ổng thì sao? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, chứ đâu có phải tranh vợ đoạt chồng của ai đâu mà bàn tán. Dạ, người ta không có bàn chuyện đó, mà người ta dèm pha chuyện nữ quan ngày càng có da có thịt, trong khi của kho vua thì ngày càng thất thoát. Nói láo! Có bằng chứng gì không? Nói họ cứ đem ra đây, ta sẽ đền bồi đầy đủ. Dạ, bẩm nữ quan tha tội, con chỉ nghe vậy rồi nói lại để nữ quan đề phòng, chứ con nào dám đi nhiều chuyện bàn tán. Người liều hồn đó, lo chuyện của mình đi. Dạ. Phải công nhận mình nấu món nào cũng ngon hết trơn. Mình ráng ăn uống nhiều vô nha. Ngự tủ ở trong kho sắp hết mà tôi cũng để dành luôn cho mình đó. Nói tới ngự tủ, sao tôi nhớ tới kho rượu của Ngọc Hoàng quá. Tối nay tôi tới nha. Sao, mình sợ hả? Có một đứa học trò của tôi, nó nói là nó nghe thiên hạ sầm xì, tôi mê muội mình nên biển thủ đồ ăn ở trong kho. Lẹo mép, nó còn nói gì nữa? Nó còn nói thiên hạ dèm tôi dạo này mập ra vì đắm đuối với mình đó. Đó, thấy chưa, tôi nói mình mập như heo mà mình không tin. Mà không sao đâu, tại vì thiên hạ ghen tức hạnh phúc của đâu ta đó, cho nên họ dèm pha. Nè, mình đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, hay là mình sợ? Sao mình lại nghi ngờ tình cảm của tôi chứ? Tôi sống bao nhiêu thiên niên kỷ mới được gặp mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc, sung sướng như bây giờ. Thiên hạ càng nói thì tôi càng cảm thấy mình may mắn. Bây giờ dù có phải chết cùng mình tôi cũng cam lòng nữa. Cùng chết thì cũng tốt, nhưng mà tôi nghĩ cùng sống để tận hưởng hạnh phúc thì tốt hơn. Rồi sao, tối nào tôi tới được không? Tận hưởng được lúc nào hay lúc đó. Tối nay mình cứ tới đi, tôi đợi. Sao tôi thương mình quá à? Thì ra là ra đây hẹn hò với kẻ Chăn Trâu, dám ăn cắp thức ăn của Ngọc Hoàng cho kẻ Chăn Trâu này. Tôi nghĩ là lần này bà chết chắc rồi đó. Hú hú. Hú hú. Mình vô đây. Nhớ mình quá à. Nè, trời đất ơi,
Mình ăn nha, để tôi vô lấy ruột cho mình ha. Nè, rượu ngon không mình? Ngon. Nè, 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 thử cái này đi. Rượu ngon không có ngủ lắm nè. Dạ bẩm nữ quan, có lệnh Ngọc Hoàng vừa muốn ăn tối, vừa muốn thưởng trang ở lầu Nghinh Phong. Mình phải làm xong trước bữa tối à. Ta biết rồi, gọi tất cả phụ bếp vào đây, mỗi người một tay thì mới kịp được. Dạ, con biết rồi. Nhanh tay đi. Dạ. Đang trong cơn khát mà trong bầu không còn một giọt. Phải chi giờ này mà mình ở trong kho rượu, là mình tắm trong kho rượu luôn cho nó đã khát. Sao tự nhiên mình nhớ nàng Ngọc của mình quá vậy ta? Phải đi thôi, phải đi tìm nàng thôi. Dạ nữ quan, con làm xong hết rồi. Ừ, tốt lắm. Hai người ra lầu Nghinh Phong kiểm tra lại đi, ở đây để ta lo cho. Dạ, dạ. Cúp hà. Trời ơi, hết hồn phải không? Mình đi hướng nào tới vậy? Có thấy hai đứa học trò ra không? Tôi thấy hai đứa học trò, nhưng mà tôi vừa phát hiện nó xong, tôi núp vô góc tay, tụi nó đâu có thấy tôi. Trời ơi, mình tới đây làm chi vậy? Sao hôm nay mình không ghé thăm tôi? Trời ơi, bữa nay tôi không có ghé thăm mình được, tại vì Thiên Đình đang có tiệc. Ừ? Bữa nay Thiên Đình có tiệc hả? Ừ. Trời đất ơi, đồ ăn ngon quá, sao trùng hợp quá vậy? Tôi đang đói bụng nè. Mình có đói bụng thì cũng ráng chịu khó một chút đi nha. Đợi tôi đãi tiệc xong á, rồi tôi sẽ phục vụ mình tha hồ luôn. Ôi, đãi tiệc Ngọc Hoàng biết bao giờ mới xong. Đói bụng quá mình ơi. Nhanh lắm, không có lâu đâu. Ừ. Nghe tôi dặn nè, mình chỉ được ở trong bếp này thôi nha. Đừng có ra ngoài, lỡ có ai phát hiện là chết đó. Rồi. Nếu mình có nghe tiếng động thì cứ núp tạm ở trong này, nghe không? Rồi. Nghe chưa? Rồi. Tôi qua kho coi tụi nó soạn rượu tới đâu rồi. Tôi về liền. Mình nhớ đó nha. Rồi. Làm sao mà tôi đi ra khỏi cái bếp này được? Nữ quan nguy mất. Trời ơi, em khờ quá, trễ rồi. Chuyện này trước sau gì Thiên Đình cũng biết hai người họ ăn cắp. Mình mà vô đó là khó thoát tội bao che. Bộ em muốn chết chùm hả? Nhưng mà đó là thầy học của em. Thầy thì thầy chứ, thầy gì đâu mà vừa ác, vừa ngu, vừa tham ăn. Chết là cái chắc. Chị ơi, nhưng mà... Chị ơi, lính kìa. Uống với ta nghe. Tên kia to gan,
Ủa, Lão Chân Trâu đây mà. Các ngươi đừng có hỗn láo nha. Các ngươi biết ta là ai không? Ta là phu quân của Bếp Trưởng Thiên Đình đó, nghe chưa? Lãng quảng là các ngươi có tội với Bếp Trưởng của các ngươi đó. Coi nè, lão dám ăn trước Ngọc Hoàng, Long Tổ của Ngọc Hoàng, còn dám uống nữa. Đây là đồ ăn thức uống trong bếp của phu nhân ta. Ta có quyền ta ăn, ta uống no say. Mình à đây, giới thiệu với các ngươi phu nhân của ta. Mình à. Dạ, dạ, ông sai xỉn quá rồi, không còn biết cái gì nữa, mấy chú bỏ qua cho. Bỏ qua hay không, đồ ăn của Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng quyết. Mời phu quân bếp trưởng diện kiến Ngọc Hoàng. Mấy chú ơi, mình đi. Ngươi cả gan. Mình ơi, mình đi. Ta sẽ bắt nhốt ngươi. Đi cho ta nhanh lên. Ủa sao ta đi ngược vậy? To gan, dám ăn hớt ngự thiện. Các ngươi chán sống rồi hả? Dạ, dạ bẩm Ngọc Hoàng, kẻ tiện nhân này sai xỉn nên mất hết lý trí. Mong Ngọc Hoàng mở lượng hệ hà. Dạ, dạ bẩm, tội nợ là do con. Tại con mê muội mở cửa cho ông vô, cho nên mới xảy ra chuyện. Ngọc Hoàng à, xin hãy xử tội con, tha cho ổng đi. Đừng qua, con làm ta thất vọng về con. Ta vốn tin tưởng định giao việc bếp núc Thiên Trù cho con vĩnh viễn, tin rằng trong tay con sẽ không bao giờ có gì thất thoát, dù chỉ là hạt gạo. Nhưng mà ai ngờ. Dạ, tội con đáng chết. Ngọc Hoàng xin cứ xuống tay. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, tội ăn dũng là lỗi ở con. Ngọc Hoàng xử tội con chứ đừng xử tội bà. Linh. Dạ. Mau tống hai kẻ này xuống ngục, bỏ đói 3 ngày. Đúng rồi. Ngọc Hoàng ơi, giam con thôi, đừng bỏ đói con. Dạ, xin Ngọc Hoàng ơi, tha tội cho con đi Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng. Đúng là chẳng ra làm sao cả. Đầu bếp giỏi nhất hoàng cung, vị nữ quan liêm khiết nhất của ta, vậy mà tự nhiên lại đổ đôn. Bây giờ ta biết phải xử lý sao đây? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, theo thần thấy thì thật là tội nghiệp. Vốn dĩ người đàn bà này rất có tài, đã có nhiều cống hiến, nhân thân tốt, lại chưa có tiền án tiền sự, chỉ vì yêu đương đặt nhầm chỗ, cho nên tạo điều kiện cho người khác làm bậy. Xin Ngọc Hoàng hãy xử nghiêm minh để làm gương cho kẻ khác, nhưng cũng phải xét nhiều yếu tố để giảm nhẹ. Được, tuân lệnh. Nhanh lên. Từ từ, làm gì hối dữ vậy? Đi. Nhìn lên. Mình, tôi với mình bị Ngọc Hoàng giam 3 ngày, bỏ đói 3 ngày. Tự nhiên bây giờ tướng tôi với mình thấy nó gọn gọn, nhìn quyến rũ quá em. Tôi đói muốn xỉu luôn đây nè, quyến rũ cái gì? Mà bà qua đây, tôi nói chuyện với hai thằng này mới được. Nè, tụi ta có được tha hay không thì các ngươi nói cho tụi ta biết. Cái gì mà không nói không đặng gì hết trơn vậy? Nếu được tha thì hai ngươi biến khỏi mắt của ta ra. Cái gì mà cứ tò theo ta hoài vậy? Mình à. Mấy ngươi nói đi, bà được phục chức đúng không? Các ngươi liệu hồn mới nghe. Bà là đường đường chính chính là một nữ quan phụ trách núc bếp của Ngọc Hoàng á. Ý lộn, phụ trách bếp núc của Ngọc Hoàng á. Các ngươi giải tụi ta đi đâu? Nè, bây giờ không nói đúng không? Không nói không đi nữa, nằm giả đi luôn. Mình ơi. Ủa, sao tôi dọa ăn vậy mà tụi nó cũng đứng chơi chơi vậy? Sao kỳ vậy? Không lẽ tụi mình bị chém? Ăn có mấy miếng nhỏ xíu vậy mà bị tội chém đầu hả? Cái nước trời ngộ vậy. Các ngươi có ngon á, các ngươi về tâu với Ngọc Hoàng á, có dội chém á thì chém mấy tên quan tham kìa. Thôi đi mình. Bực bội à. Thôi đi, cứ đi tiếp coi sao. Đi. Đứng lại đó. Đứng rồi nè. Chi? Nghe đây, đây là cầu quá kiếp. Ngọc Hoàng lệnh đày hai người xuống trần gian vì mắc tội biển thủ đồ ăn phè phẫn suốt thời gian dài. Thầy phải sống kiếp bằng hàng, suốt năm tay làm hàm nhai, sống cuộc đời cơ cực, không làm thì phải chịu đói cực nhọc suốt năm không được nghỉ ngày nào. Người nói nghe mắc cười quá. Tự nhiên số của tụi mình là số hưởng mà kêu ta làm hàm nhai là sao? Mấy ông
Nói chuyện chưa hết, chưa dẫn tôi đi đâu. Rồi hai người bỏ đi đâu vậy? Hả? Con ngon lại đây nói chuyện với ta nè. Nó biến ở đâu rồi bà? Ủa, sao bà thay đồ nào vậy? Ủa, mình cũng vậy kìa. Ủa, sao mà quần áo tao tui vậy trời? Con chỗ này là chỗ nào mà thấy lạ quá vậy? Không lẽ mình bị đài xuống trần gian thiệt rồi hả? Gì? Trần gian lại đây sao? Sao giống dùng đất chết quá vậy? Hèn chi mới kêu là địa ngục trần gian. Rồi tôi với bà làm gì sống đây? Kìa, hình như có bóng trâu bò ăn cỏ đằng kia. Hay là mình cứ làm nghề cũ đi, chăn trâu kiếm sống. Chăn trâu nữa hả? Trời ơi, tưởng sao chuyển qua cảnh giới khác cũng không có thoát được cái nghề cũ rồi hả? Ông lão trời già cai nghiện không? Sao tôi nói cái ông nhá cái vậy? Rồi con bà nữa, bà làm gì sống đây? Ở dưới này rồi có ai mướn bà nấu nướng gì không? Bị đi đại rồi còn mơ gì được làm nghề cũ nữa. Để từ từ tôi kiếm cách coi làm sao. Bây giờ mình đi kiếm ít cây cỏ về dựng cái nhà ở đỡ đi. À, cũng phải vậy thôi, chứ không lẽ tối nay ngủ dưới đám cỏ cháy này. Đi đi. Chết với tôi nè. Ông kia, cái gì mày? Bắt quả tang đang nằm ngủ nha. Quả tang gì? Ăn trộm bắt mất trâu của cha tôi làm sao? Mày không thấy trời nắng chang chang hả? Tao chăn trâu cả ngày nay, tay chân mặt mày đang thui nè, chui về lòng mày hả? Tôi không biết, ông mà để mất trâu, cha tôi đã nông mấy chục hèo gán chịu. Bắt ông ơi giữ trâu mấy chục đời cho coi. Ông gán đợi đi. Đi ngay. Trời ơi, sao khổ dữ vậy nè trời. Chỉ có ham ăn dụng thôi mà bị đày đọ xuống đây cực khổ như vậy nè. Cái câu thần khẩu hại sát phàm nghe nó nhảm nhảm, mà sao bây giờ nó đúng như mình thiệt ta. Còn cái bà này nữa, giờ này chưa kịp đem cơm lại nữa. Sáng giờ không có kiếm được cái gì hết. May quá, may quá, có ai bỏ mất khoai sùng ở đây. Mình cái gì nữa nha mày? Ủa bà hả? Bà làm cái gì mà bà đến trễ quá vậy? Nè, mình ăn đi. Trời đất ơi, sao mà bà mua khoai sùng không vậy? Bộ bà tiền dư lắm sao mua ba cái khoai này vậy? Ngày xưa bà nấu ăn thiện nghệ lắm mà, không lẽ bây giờ bà lục nghề rồi hả? Tiền đâu mà mua? Không có tiền sao có mấy thứ này? Người ta bỏ ở trong đống rác, tôi lượm về cho ông ăn đó. Trời đất ơi, bà nghĩ sao mà tôi chăn trâu mà tôi ăn đồ lộn ở trong đống rác? Đi kiếm hoài mà không có ai thèm mướn cái bà già này hết trơn á. Không lẽ vợ chồng mình chết đói luôn đó hả? Không tới nổi vậy đâu. Ngọc Hoàng phán rồi, hễ mình chịu khó tay làm thì hàm có mà nhai thôi. Mình cứ ráng đi. Ngày mai á tôi đi kiếm việc nữa. Nếu mà không được á thì mình cứ bươi rác cũng có cái ăn. Chắc tại lúc trước ở trên đó mình thừa mứa quá nên bây giờ phải trả. Ông Ngọc Hoàng, sao ông nát cái vợ chồng tôi quá vậy? Mình, không lẽ vợ chồng mình bữa rác xong quanh năm suốt tháng vậy luôn á hả? Thôi mình ráng ăn đi, có dài có trả,
cứ trì trí mà trả. Thế nào cũng có ngày Ngọc Hoàng thương mà cho mình về thôi. Sao bà không ăn đi? Cái này là mấy con nít nó thường nói là khoái ăn sang á hả? Là sao? Là khoái ăn khoai á. Bà lựa mấy củ khác ăn đi, mấy củ sùng để tôi ăn cho. Nè, làm gì mà thờ người ra vậy? Nồi hầm khét hết rồi kìa. Thôi, tắt hết rồi. Làm gì mà như người mất hồn vậy? Bộ nhớ bà ta hay sao? Chị à, em nghe nói ở dưới đó hai người họ sống khổ cực lắm. Làm sao mà nữ quan chịu nổi? Nổi hết. Em không nhớ là lúc bà ta dạy chị em tụi mình á là phải tiết kiệm không được phung phí hả? Nhưng mà em có được như hôm nay tất cả là nhờ nữ quan. Bây giờ thầy học của mình gặp chuyện như vậy, làm sao mà em ngó lơ được? Thôi, dù sao á chuyện cũng đã lỡ rồi, có lo buồn á thì cũng có làm gì được đâu. Chị, em không nghĩ vậy. Em tính làm gì? Người muốn xuống trần gian giúp vợ chồng nhà đó à? Dạ, Ngọc Quan. Dù sao nữ quan cũng là đầu bếp tài giỏi nhất thiên đình, từ khi đi khỏi vẫn chưa ai thế được. Còn nghe nói qua bao nhiêu ngày tháng lưu đày, hai người họ cũng chịu khổ đủ đường. Xin Ngọc Hoàng cho con xuống trần kề cận giúp đỡ, cũng là để tìm minh chứng hai người họ đã ăn năn, để Ngọc Hoàng có cớ triệu hồi nữ quan hồi cung. Ngươi kể ra cũng là học trò tốt đó. Dạ bẩm, người dương mắc đọa còn khó, huống chi đó là thầy học của mình. Xin Ngọc Hoàng chuẩn tấu. Thôi được rồi, ta sẽ cho nhà ngươi tội nguyện. Ta chỉ sợ nghèo hèn thì chịu khó, tới hồi giàu sang là chứng nào tật nấy thôi. Nếu vậy ta sẽ triệu hồi ngươi lập tức, còn hai kẻ đó sẽ lưu đài vĩnh viễn. Có tài mà không đức ta cũng không xài. Dạ, tạ ơn Ngọc Hoàng. Cô đang kiếm cái gì vậy? Ờ, không, tôi đâu kiếm gì đâu. Cô ơi, có phải cô kiếm cái này không? Cái này có phải của cô không? Ờ, không. Trời ơi, vàng, nhiều vàng quá à. Nếu không phải vì số vàng này thì cô bới rác để tìm cái gì? Tôi chỉ là thứ ăn mày, sống bằng nghề bới rác, lấy đâu ra số vàng lớn như vậy mà đánh rơi. Cô cứ giữ đó rồi kiếm chủ trả lại cho người ta. Cô ơi, nếu cái này không phải của cô thì cũng là do cô kiếm được, cô cứ giữ làm vốn. À đúng rồi, có vốn rồi. Cô muốn Hùng mở quán với con không? À, con đang tính mở quán mà chưa kiếm được đầu bếp. Nếu mà cô không chê á, cô Hùng vốn với con nha. Thầy, con nghe đây. Lâu lắm rồi ghé quán à. À, Hai Quynh dùng gì Hai Quynh? Cho bình rượu với nửa ký thịt heo. Dạ có ngay. Lẹ lẹ nghe. Mời quý khách. Đây. Đây đây đây. Đây đây, nát ra đồng. Đây mùi men dữ ha. Đây 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 đây, có đây. Cảm ơn ông chủ. Bây giờ chị em ngồi đây. Thiền ông chủ ơi. Dạ ba đồng. Cảm ơn nghe. Dạ cảm ơn quý khách. Dạ.
Bà ơi, cứ chạy tới chạy lui phục vụ kiểu này mỗi ngày chắc tôi với bà chết quá. Có việc làm, có đồ ăn, có nhà ở, vậy là tốt lắm rồi. Mình không nhớ cái hồi còn phải vươi rác mà ăn hay sao. Biết vậy rồi, mà tôi nói thiệt nha, không lẽ lời nguyền của ông trời già đó, không lẽ lời nguyền của ông Ngọc Hoàng đó không có hóa giải được luôn á hả? Cứ mặc để cho vợ chồng mình nó cứ chạy tới chạy lui làm hoài là không có ngày nghỉ luôn á hả? Mình mệt á thì mình cứ nghỉ đi, để đó tôi làm cho. Không phải tôi nói là tôi mệt. À, cái con nhỏ kia, sao tôi không thấy nó nấu nướng gì phụ bà hết trơn vậy? Tối ngày cái kiếm chuyện, hết đi chợ, đi mua đồ, để hai vợ chồng già mình á làm như con chó già vậy. Mình thôi đi, dù sao nó cũng là ân nhân của vợ chồng mình mà. Ân nhân cái gì? Tôi nói thiệt nghe, không có nhờ tài nghệ của bà nấu á là không có khách như vậy đâu. Chứ nhiều khi á, có tiền thiệt, nó có tiền thiệt á, nhưng mà nó không có, nó bất tài á, nó không làm ăn gì được á. Mình mệt thiệt rồi đó, mình vô nghỉ đi. Bà nói vậy thôi, chứ tôi biết bà mệt hơn tôi. Thôi giờ tôi tính vậy nghe. Thôi ấy, bữa nào tôi với bà đóng cửa quan bữa đi, rồi cái đi đâu, đi đây đi đó gì á, chơi một ngày cho nó khỏe người lại coi. Mình nghe tôi nói nè, cái vụ hùng hạp lần này á, cứ như là trên trời rơi xuống, không có bình thường chút nào hết. Lỡ đâu Ngọc Hoàng cử người xuống đây thử lòng vợ chồng mình thì sao? Ráng chịu đựng đi. Tôi cũng nghĩ vấn đề đó, cho nên tôi mới chiều những người khách say xỉn á. Trời ơi, nó uống rượu vô nó say xỉn nha, nó nói chuyện trên đầu trên cổ, nó giống như ông nội tôi vậy đó. Tôi mới nhịn nhục á. Nếu mà tôi á nghe, tôi không nghĩ vấn đề đó nghe, tôi chặn cổ nó ra làm sao. Thôi mà, ráng nhịn đi. Thôi, trời cũng tối rồi, dẹp vô đi, rồi nghỉ ngơi. Ê, anh chủ ơi. Có ngay. Từ từ, làm cái gì mà hối dữ vậy? Ê, anh chủ ơi. Quán đầu lâu quá. Ông chủ biểu coi. Cái làm gì mày? Gì mà lâu quá vậy? Bây giờ sao? Mày muốn cái gì? Lôi cổ mày ra khổ quán nha mày. Hả? Hả mày? Trời hả? Ơi, buôn bán gì mà kỳ cục quá. Nói cho mày biết nha. Trời mày, tao là mày tớ số cái mày. Chú làm cái gì vậy? Chú buông khách ra đi. Mày ngon quá hả? Mày ngon tao mày phục vụ đi. Tao không phục vụ nữa. Chú nói gì vậy? Khách đang đông mà sao chú nói vậy? Khách đông thì sao? Vợ chồng tôi mệt mỏi lắm rồi, không có buôn bán gì nữa hết. Ừ. Cô. Không bán nữa thôi. Về đi, về đi. Trời ơi, không bán gì mà tiền. Từ từ đã. Ta tới ta ăn nhậu trả tiền mà làm. Tao không cần bán nữa. Khách mà làm phách, không cần bán. Trời ơi, cô chú ơi, sao cô chú nói vậy? Khách bỏ đi hết rồi kìa. Có tiền làm phách ta. Chú. Bỏ qua đây. Tao nói cho mày biết nghe, vợ chồng tao là chủ ở đây nghe. Vợ chồng tao muốn làm cái gì ở đây á, vợ chồng tao làm. Còn mày làm được thì làm, làm không được mày biến đi, biến đi mày. Biến đi. Cô chú à. Không có chú gì hết này. Bà kêu ai vậy? Ông, nó biến vô đây thiệt rồi nè. Nó nào? Ủa? Đâu? Thôi kệ nó đi, bà làm gì bà sợ dữ vậy? Hả? Bà, bây giờ làm sao? Ngươi đã làm hết sức rồi. Hai người đó cần phải có nhiều thời gian hơn nữa. Bẩm Ngọc Hoàng, người cho con xin thêm một ân huệ cuối cùng nữa được không? Ân huệ gì nữa? Thưa Ngọc Hoàng, lời nguyền phải làm việc quanh năm dường như quá sức. Hai người họ tuổi cao sức yếu đi nhiều. Xin Ngọc Hoàng mỗi năm cho thầy con được nghỉ vài ngày được không? Ừ.
Sáng sớm mà làm gì mà ngồi đó bà bư vậy? Thì không phải nghỉ ba ngày Tết, nói rã họng. Trời ơi, bà lo xa quá. Đói thì đói, mà được nghỉ thì tôi khoái. À, bà chẳng phải là bà ước là một năm bà nghỉ một ngày hay sao? Lời nguyền của Ngọc Hoàng á đã được quá giải rồi. Ủa, mà bà quét rác từ trong nhà ra rồi bà không đem đổ đi, tự nhiên mà để giữa sân rồi bà bươi bươi móc móc cái gì vậy? Bà tìm cái gì trong đó? Con nhỏ đó biến vô đống rác. Bây giờ mình cứ gom rác lại mà bươi, biết đâu được gặp lại nó. Kỳ này nó có kêu làm trâu làm ngựa tôi cũng làm, ráng không có chửi mắng nữa. Khổ bà quá, nó không có trong đó đâu mà bà bươi bà tìm. Bà vô nhà nghỉ đi, để tôi gom cái đống này tôi đổ nó đi. Đầu năm đầu tháng mà có rác rưởi trong nhà nó không có hôn. Đừng, cứ để yên đó. Phải tranh thủ ba ngày này mà bươi, biết đâu nó núp ở trong này cho mình cơ hội khác thì sao. Khổ bà ghê. Ừ, bà. Chính vì lối sống tắc trách, lãng phí, chỉ vì bản thân mình nên nữ quan phải chịu hình phạt và biến thành cây chọi. Suốt năm làm cật lực chỉ nghỉ được 3 ngày Tết. Còn người giữ trâu, sau khi vợ biến thành cây chọi, ông sống một mình, đau bệnh rồi cũng qua đời, để lại bài học về sự lười biếng, thực dụng sẽ không bao giờ có kết quả tốt. Bắt từ sáng tới giờ được có 4 con ốc, bây giờ làm gì ăn tụi bay? Ăn cái đầu mẹ. Bán đi. Ừ, bán đi. Ai mua mà bán? Trời đất ơi, ai mua thì mình bán cho người đó. Bây giờ chia đều ra, rồi mạnh ai người đó bán nha. Để tao chia. Nè, mày một con. Đó. Mày một con. Tao một con. Tại sao còn dư con ta? Mày ngu quá, mày không biết cách chia. Coi tao chia nè, đưa đây coi. Hỏi đi. Tao chia đều cho con coi. Nè, mày là con nè. Mày một con nè, tao một con. Sao cũng còn con. Tụi mình ba thằng mà ở đây có 4 con ốc, vì vậy nó mới dư một con. Bây giờ cái con dư á, mình chặt ra làm 3 rồi chia cho nó đều. Chặt cái đầu mày. Chặt ra nó chết rồi sao mà bán? Ha. Hay là mình mang về nuôi đi. Khi nào mình bán á, rồi mình chia tiền. Trời đất ơi, hai đứa tụi bay nghĩ coi, cái lều để tụi bay chui ra chui vô còn có. Bây giờ đem 4 con này về, lấy cái gì cho nó ăn? Mà mày nói tao mới nhớ, sáng giờ chưa ăn gì hết, tao đói bụng quá. Tao cũng đói quá. Tao cũng đói quá trời. Đói rồi phải không? Dạ. Không mấy về nhà già ăn cơm đi, có cơm nóng, có tép rim ngon lắm. Trời ơi, ốc này nó đẻ dữ lắm nè, nó mà đẻ là tha hồ bán luôn á. Đó, tụi mày thấy chưa, tao nói là bán được mà. Trời đất ơi, ốc này nhiều người hỏi mua mà không có bán đó. Trời ơi, một con á mà đẻ được 10 con thì 4 con á sẽ đẻ được 30 con. Vậy hả? Mày bị khùng hả mày? Đúng là ngu. Bây giờ tao nói mày nghe nè, 4 con ốc làm sao mà đẻ được 30 con? Bây giờ một con ốc có thể đẻ được 10 con. 4 con ốc là phải đẻ được 14 con. Sao 14 con? Thì 4 con này cộng với 10 con kia là 14. Đúng rồi. Bây giờ vậy nè, tôi nói cho nghe, tôi quen với ông chủ giữa ốc á, bao nhiêu ốc ông cũng thu mua hết. Nhưng mà nuôi ốc này không có dễ nghe, phải có nhà cửa, rồi phải có... Ủa mà mấy chú em mày nhà ở đâu vậy? Không có nhà. Không có nhà sao mà nuôi ốc? Nuôi ốc này đâu có dễ đâu. Không may để tôi giúp cho. Bà tính giúp kiểu gì? Bà đừng nói con thứ tư bà lấy nha. Tụi tôi không có ngu đâu. Trời, tôi biết là mấy chú em mày thông minh. Chứ sao? Nhưng mà ăn vậy, nhà tôi thì neo đơn, không chồng không con gì hết. Cho nên không mấy ba chú em mày về ở chung đi, coi như mẹ con, không có tính toán gì hết đó. Rồi chừng nào mà ốc này nó lớn á, nó đẻ ra rồi bán, tới chừng đó cá lên rồi đền ơn cho tôi cũng đâu có muộn đâu, phải không? Nè,
chưa? Mẹ cho nó ăn rồi, hỏi hoài à. Mệt không? Dạ mệt mẹ. Nhưng mà con không làm cho mẹ thì con làm cho ai? Có ba đứa con về, nhà cửa đỡ quạnh hiu, mà lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, mẹ vui lắm. Ờ mà nè, con gánh mớ rạ này vô đi, rồi một hồi á ra gánh cho đầy cái hầm nước ngoài sau đó nghe, để dành mùa sau mình vừa ăn mình vừa tưới vườn nữa đó. Ủa vậy hôm nay không lợp nhà hả mẹ? Thì ba đứa chia nhau, đứa lợp nhà, đứa vét mương, đứa gánh nước, đứa quét sân, đứa nấu cơm, đứa cấy lúa, đứa chăn trâu, phải không mẹ? Giỏi ghê luôn á. Dạ. Đúng là mẹ có phước, tự nhiên già có ba đứa con hiếu thảo ghê luôn á. Dạ. Thôi đem cất rạ ra làm sao đi con. Dạ. Ủa có rạ này để đâu mẹ? Ủa sao hỏi hoài vậy? Thì con vô con cứ chất theo cái đống ngoài sau đó, cứ mỗi lần đem vô là hỏi, mỗi lần đem vô là hỏi hoài à. Tại con sợ mẹ muốn để chỗ khác nên con hỏi cho nó chắc. Mẹ thấy con có sáng dạ không? Ba đứa sáng dạ. Dạ đều hết đó. Dạ. Rồi đem ra ngoài sau cất đi ông. Dạ con đi nghe mẹ. Trời ơi, ngu như bò vậy đó. Được cái là có ba đứa này về á, đỡ tốn tiền mướn thợ, mà trong nhà lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, đâu vô đó mà mình khỏi đụng móng tay. Trời ơi nó khỏe gì đâu. Mẹ ơi. Con con về rồi nè. Mẹ ơi, cụ để đâu mẹ? Nữa thấy không, hỏi nữa mà ha. Đứa nào cũng vậy, gánh vô là hỏi, vác vô là hỏi, để ra đóng củi làm sao nhà, rồi lần sau là không hỏi nữa nghe. Dạ tại con sợ mẹ muốn để chỗ khác, con hỏi cho nó chắc. Mẹ thấy con giỏi không? Giỏi, có một đống củi một rồi đem ra ngoài sau đi. Dạ. Đây nè, đi đường này nè. Dạ. Mẹ ơi, mẹ thấy con khỏe không? Khỏe. Vậy con đi đường vòng cho nó mệt. Tôi sắp khùng thôi mấy thằng này. Dạ mẹ, con mới về thưa mẹ. Bó rạ để đâu mẹ? Hỏi nữa hả? Mày để đây nè, để trên đầu tao nè. Để trên đầu mẹ hả? Dạ. Mẹ. Mẹ ơi, con xong rồi mẹ ơi. Ủa mẹ, mẹ mệt rồi hả? Bự. Mẹ bị sao vậy? Mẹ nằm nghỉ mệt. Tại vì biết sao không? Tao bê bó rạ từ ngoài đồng về, tao hỏi mẹ là mẹ ơi để rạ ở đâu? Mẹ nói là để đầu mẹ. Cái tao để lên đầu mẹ, cái mẹ nằm nghỉ luôn. Chắc là tụi mình hỏi nhiều quá rồi mẹ mệt mẹ ngủ á. Hay là mình cũng ngủ luôn đi, chút mẹ thức dậy á, mẹ sai mình làm tiếp. Tao thấy ở đây mệt quá, không giống như hồi tụi mình đi bụi. Có mẹ cũng vui mà mệt quá. Tối đặt lưng xuống á, rim hết mình mẩy luôn. Ngủ không biết trời trăng gì hết á, sáng dậy vẫn còn mệt á. Mà mình làm hết cái này tới cái kia mà làm hoài không hết việc. Ê, tao nghe mấy thằng cha tá điền á cười tụi mình là ba thằng ngốc về đây á để cho mẹ lợi dụng. Ủa, có hả? Rồi á làm mướn không công luôn á. Không có đâu, tại người ta thấy tụi mình có mẹ nên người ta nói như vậy á, chứ tụi mình đâu có ngu đâu mà để bị lợi dụng. Đúng rồi, tụi mình khôn mà, chỉ có tụi nó mới ngu á. Mẹ cho mình về á ăn không nè, ở không nè. Không lẽ mình đi lấy tiền công của mẹ. Là con á là phải làm giúp đỡ cho mẹ chứ. Ê bảy, sao mà mẹ ngủ lâu quá không chịu dậy vậy? Tao thấy bảy lâu á. Bà ơi, tôi đem xả qua cho bà nè. Ủa sao bà nằm đây vậy? Mẹ tôi đang nằm nghỉ chút. Trời ơi bà chết rồi ơi. Chết làm sao được mà chết, tắt thở đâu mà tắt thở. Tôi mang cái bó rạ này từ ngoài đồng về, tôi mới hỏi mẹ tôi là mẹ ơi bó rạ này để ở đâu, cái bà nói là để trên đầu tao nè. Tôi cầm bó rạ tôi để trên đầu bà. Ai ngờ đâu để lên cái bà mệt quá bà lăn ra bà ngủ tới giờ luôn. Đúng rồi. Trời ơi bà tắt thở rồi kìa, bó rạ nặng quá để lên đầu bà gãy cổ bà chết rồi. Thôi lo đi chặt cây về làm quan tài cho bà đi. Chết thiệt sao? Tại sao lại chết? Tôi ba anh em lo đi chặt cây về làm quan tài cho bà đi, để lính làng xuống đây là rắc rối lắm. Để tôi đi lấy dao.
Vậy con tu làm gì ta? Đi. Thiệt tình. Anh. Anh nhớ giữ xác đừng để mẹ tôi đi đâu nha. Rồi sẵn tụi tôi chặt nhiều cây để đóng quan tài cho anh luôn. Trời ơi, đi lẹ giùm tôi đi mấy cha ơi. Biết rồi, đi lẹ. Trời ơi, Âu cũng là cái số. Tự nhiên bà bắt con người ta về hầu hạ phục vụ cho bà, chia cho mang họa vào thân. Còn bốn con ốc của tụi nó nữa. Thôi bây giờ sẵn bó xả ở đây, tôi vô luộc bốn con ốc rồi cúng cho bà. Ê, tao thấy trong khu rừng này toàn là cây tròn không à, đâu có cây vuông đâu mà làm quan tài mày. Mà mấy cái cây ở trong này mọc rất là lạ nha. Ở dưới thì to, mà lên ngọn thì nhỏ, không chịu to như ở bên dưới. Không lẽ chôn mẹ không có quan tài? Mày ngu quá, không có quan tài sao chôn? Theo tao á, là cái khu rừng này không có, mình phải sang khu rừng khác mình tìm. Đúng không? Gì vậy mấy anh? Anh dạ. Chào anh Từ Phu. Anh cho em hỏi, khu rừng nào có gỗ vuông để mình đóng quan tài vậy anh? Gỗ vuông? Ở đây làm gì có gỗ vuông giống như cái quan tài. Mà muốn đóng quan tài đúng không? Đó, cây thiếu gì? Trời ơi, mà trong đây toàn gỗ tròn, đâu có nào vuông mà giống quan tài đâu. Sao đóng? Thằng này nó nói đúng á, quan tài là hình vuông. Anh có hiểu không? Nhìn mặt anh chưa chết chắc chưa hiểu rồi. Vô gì vậy cha? Tự nhiên chủ cho tao chết. Muốn đóng quan tài phải không? Ừ. Cưa cây ra xong rồi đóng nó lại, nó mới thành hình vuông giống như cái quan tài. Chứ ở đâu ra có cây vuông cha nội? Nói chuyện với mấy cha chết đầu quá. Vậy hả? Vậy hả? Ê, tao thấy ảnh nói đúng rồi nha. Bây giờ mình phải tìm cái cây nào mình chặt rồi mình đóng nó mới thành hình vuông được chứ. Nhưng mà trong khu rừng này cây to cũng có, cây nhỏ cũng có, biết chặt cây nào bây giờ? Mày ngu quá. Sao vậy? Mình chặt hết luôn. Mày mới ngu á. Bây giờ mình chặt hết, đóng quan tài xài sao hết được. Đúng rồi, mày mới ngu á. Giờ biết chặt cây nào? Để tao tìm coi. Cây này. Làm cái gì cũng phải có kế hoạch. Mày nói đúng, tụi mình là những con người thông minh mà. Chứ nếu không cái cây nó ngã xuống, gỗ nó bị dập là không làm quan tài được. Vậy bây giờ thằng nào chặt, thằng nào đỡ ngọn, thằng nào đỡ gốc? Tao bự con nhất, để tao chặt. Mày khôn quá ha, mày chỉ được khỏe là mày chặt hả? Mày ngon mày chặt đi. Nè, chặt đi. Vậy tao mới nói hai thằng mày á, ngu, có não mà không biết suy nghĩ, đúng không? Giờ tụi bay chỉ cần chờ cái cây nó ngã xuống rồi tụi bay đỡ, vậy thôi. Còn tao á, chặt từ đầu đến cuối, không phải là mất sức hơn không? Nhưng mà tao đang phân vân một trong hai thằng tụi bay, thì đứa nào đỡ gốc, đứa nào đỡ ngọn. Ê bự. Cái gì? Mày chọn cái cây hay thiệt. Có gì đâu hay, nó che được cái bụng của tao. Chứ nếu mà mày chọn cái cây nhỏ hơn á, nãy giờ cái bụng của tao nó thành mấy khúc rồi. Ê, sắp xong chưa tụi bay? Chờ chút xíu đi. Sắp xong rồi. Lẹ đi. Ê, ở trên đó cho chắc nha. Cái lúc mà cái cây nó sắp đổ xuống rồi, mày phải đỡ được đó nha. Yên tâm đi, tao đỡ cái cây không sao đâu. Tập trung đi nha, sắp được rồi đó. Ta thiệt là thông minh. Tụi mày thấy tao thông minh không? Ê, tụi mày làm có chút xíu à, tự dưng giờ lăn ra ngủ hết là sao? Tao chặt cây từ đầu tới cuối, tao có ngủ đâu. Ê, dậy đi.
dậy, dậy, dậy đi. Sao tụi nó ngủ say dữ vậy ta? Hay là mình cũng nghỉ ngơi chút, chờ tụi nó ngủ dậy rồi mình đem cây về. Được đó. Ê, à. Bự. Bự. Ngủ gì ngủ lâu dữ vậy hả? Ủa tao ngủ hả? Tự nhiên vậy thấy đau quá mày ơi. Mày á, người ta đồn không sai. Ngu, mày đúng là cái đồ ngu. Mình ngủ mà còn không biết là mình ngủ thì ai biết mình ngủ. Tao nhớ là tao đang đỡ gốc cây rồi cái cây nó té xuống, xong rồi cái gốc nó đập vào người tao, tao đau lắm. Ủa bự, rồi sao tèo nó nằm đó làm gì vậy? Nó ngủ quá. Mày đi ra gọi nó vậy? Mày ra mày coi nó đi, cứ hỏi hoài. Ôi mày ơi, sao thằng Tèo nó ngủ nó mở mắt mày ơi? Mở mắt cái gì? Nó mệt thì nó nằm nó ngủ, cứ hỏi hoài vậy. Mày điên hả? Ngủ phải nhắm mắt chứ. Thấy nó ghê quá. Nó bị mắc bệnh ngủ gà. Nó ngủ mở mắt không à. Bây giờ á, ngồi chờ nó thức dậy, rồi tao với mày với đó đem cây về. Vậy thôi, mệt. Bự, thằng này nó ngủ dữ vậy ta? 3 ngày rồi chưa chịu dậy. Nè, không lẽ nó mệt quá vậy hả? Kệ im đi cho nó ngủ, kệ nó. Nhưng mà tao thấy đói quá, chờ nó tỉnh dậy chắc chết đói quá. Lúc nào cũng đói quá, đói hoài. Nó ngủ á, mày nghĩ nó không đói sao? Cứ cố gắng chờ thêm chút nữa đi, nó đói quá, nó thức dậy, rồi ba anh em mình về, nghe. Ờ, vậy đi. Nè, chặt cây rồi không mang về, còn ở đây làm chi vậy? À, tụi tôi chờ thằng Tèo, nó ngủ 3 ngày nay rồi chưa có dậy, đợi nó dậy là tụi tôi về liền. Trời ơi, nó chết rồi hai ông ơi. Không có, nó ngủ, nó đỡ cái ngọn cây làm sao mà nó chết được. Đúng rồi, cái kiểu nó ngủ như vậy đó. Ừ. Sao mấy người đụng ở đâu là chết ngựa đó vậy? Làng người ta chôn luôn mẹ nuôi hai người rồi, đừng có về nữa, lôi thôi lắm. Còn tên này á, để tôi nhờ người chôn giùm cho. Ủa vậy là nó chết thiệt hả? Nhưng mà sao nó chết được vậy? Thì cây đè nó chết chứ sao. Ủa vậy sao tôi đỡ cái gốc tôi không chết mà nó đỡ cái ngọn nó chết? Ừ. Trời ơi, tôi mệt cho mấy cha, lính tới là mệt cho hai ông lắm luôn á. Nhưng mà ông có chắc là nó chết không? Làm sao mà nó chết được? Không tin lại ngửi thử coi, để ngoài nắng 3 ngày thú quắc rồi kìa, không nghe mùi sao? Thúi quá. Trời ơi, thúi thiệt. Công nhận thúi thiệt luôn á. Bảo ông sao, hôm qua tới hôm nay tôi ngửi thấy mùi thúi hoài. Tôi tưởng là do tôi bụng không. Ai dè là nó. Vậy bây giờ sao? Giờ hả? Thì mình chặt cây, đóng cái quan tài, chôn nó nè, đi. Trời ơi, thôi tôi đi giùm đi mấy cha. Ông này để tôi lo, chặt thêm cây nữa là chết một người khổ nữa. Dạ thưa anh, vậy anh lo cho nó giúp tôi nha. Ừ. Nếu có kiếp sau tôi khá hơn, nhất định tôi sẽ trả cái ơn này. Cảm ơn anh nhiều nhé. Khi nào anh chết tụi tôi sẽ chặt cây làm quan tài cho. Trời ơi, tôi lại hai cha, đi đại giùm con đi hai cha ơi. Trời cảm ơi. Ơn anh nha. Cảm ơn anh nha. Ê, mình phải ở lại, một thằng đỡ gốc một thằng đỡ ngọn cho ảnh nữa chứ. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, thôi đi lẹ giùm đi mấy cha. Dạ được rồi, được đi rồi. Đi. Ê bự, kiếm gì ăn mày? Sao tao với mày đi mướn mà không ai chịu mướn? Ai cũng nói tao với mày ngu, nhưng tao thấy tao với mày đâu có ngu đâu. Đâu có ngu. Cái thiên hạ này đúng là có mắt không chồng hết rồi đó. Tao thề với mày nha, một ngày tao giàu có lên, tao sẽ cho những đứa chê tụi mình ngu biết tay. Nhưng mà từ giờ tới lúc đó phải có cái gì bỏ vô bụng mới sống được. Vậy mới nói. Vậy mà có người nói tao giống nó. Giống gì? Giống con bò. Mày thấy có tức không? Tức chứ. Mình là người thì nó nói mình là bò. Ê, nhiều lúc á,
Tao chỉ ước á, tao được như con bò nè. Sướng gì đâu á, không phải làm gì hết, chỉ cần ăn cỏ, vậy là sống qua ngày. Đói quá. Cảm ơn chú. Dạ cảm ơn. Ê hả? Có cách rồi. Cách gì mày? Đi kiếm mật ong về bán. Mà kiếm ở đâu? Trời ơi sao mày ngu dữ vậy? Mày có nhìn thấy mật ong không? Mật ong lỏng như nước, chứng tỏ là chỗ nào mà có nước là có mật ong. Bây giờ mình đi kiếm chỗ nào có nước. Nước hả? Ừ. Vậy là phải ra biển. Xa lắm mày ơi. Mày ngu gì mà mày ngu dữ vậy? Sông cũng có nước rồi, ra biển chỉ cho mệt. Trời ơi. Hả? Càng ngày tao càng thấy mày khôn hơn tao á. Thôi đi, bây giờ mình đi ra sông. Đi lẹ đi, sắp vào rồi. Sắp có mật rồi. Ê bự, sao mình tìm 3 ngày rồi mà chưa thấy tổ ong đâu ta? Thì mày phải tìm chứ. Tự nhiên tổ ong nổi lên cho mày lấy hả? Đúng là đồ ngốc. Ở đâu nó cũng toàn là nước thì tổ ong nó bám vào chỗ nào? Nói mày là thằng ngốc đúng không sai luôn á. Tổ ong nó là nước thì đương nhiên nó phải ở dưới nước. Mày phải tìm, phải tìm, căng mắt ra mà tìm, hiểu chưa? 3 ngày rồi đó. Ê bự, mày không bơi mày có thấy mệt không? Không, mệt gì mệt. Ngồi nhìn mệt gì? Sao tao bơi tao thấy mệt quá ta? Mày bơi á thì mày thấy mệt. Còn tao ngồi nhìn nè, tao không mệt nhưng mà mắt tao đau, mày hiểu không? Mắt tao căng ra nè, buồn ngủ lắm rồi đó, mà tao phải tìm, mày hiểu không? Bớt bớt nói lại nha. Ê bự, bây giờ mệt quá, mình nghỉ một tí đi. Mày đưa cái nói đúng với tao, mệt nãy giờ không dám nói. Mày lật xuồng hả? Lật đi ra đây, ra đây coi đi. Không phải lật xuồng. Vậy sao mày kêu tao vậy? Tin mừng. Những gì? Đi ra đây coi. Nhìn kìa. Có tổ ong kìa. Tao đã nói mày rồi, tổ ong là nước, ở dưới nước chắc chắn có tổ ong. Mày thấy chưa? Mày đúng là nói như thánh. Bởi vậy ai dám nói tụi mình bây giờ ngu nữa, đúng không? Bây giờ sao? Thì nhảy xuống dưới lấy chứ sao. Lấy được cái tổ ong này rồi nha, tha hồ mà ăn luôn. Còn nhiêu á đem bán hết. Công nhận nha, không có uổng công. Mấy bữa nay tụi mình đi tìm hoài, tìm hoài. Tao biết bơi, để tao nhảy cho. Nhảy đi. Để tao nhảy dưới. Ủa sao lâu vậy ta? Thấy chưa? Ê, sao rõ ràng là tao thấy ở đây mà bây giờ tao nhảy xuống không thấy nữa? Cái gì? Làm sao mà không thấy được? À, tao biết rồi, là do mày. Mày nhảy xuống mạnh như vậy, ông nó sợ quá nó bay tứ tung, làm sao mà mày thấy được, hiểu không? Bây giờ gục lại xuống. Từ từ thôi, thật là sâu, thật là nhẹ nhàng cho tao. Vậy hả? Ừ. Đưa đây cho tao. Tìm được rồi đúng không? Mày bị điên hả? Đưa cái gì? Có thấy đâu. Trời ơi, chán mày thiệt luôn á. Bao nhiêu dưới đó mà lên tay không à. Tao không có thấy. Thôi leo lên đi.
Tao biết tại sao mày không tìm được rồi. Tại sao mày? Lần nào mày cũng lên liền, làm sao mà mò được. Cái tổ ong này nó hay lắm, nó bay tứ tán rồi. Phải lặn sâu, mà lặn lâu mới được. Thôi, bây giờ tới tao nhảy xuống. Mày lấy cây sào á, mày ghim tao ở dưới lâu thiệt là lâu, tao mò cho. Nhưng mà mày làm gì biết bơi? Thì đó, mày biết bơi thì mày nhảy xuống, mày mới nổi lên liền. Tao không biết bơi thì tao chìm, mày hiểu không? Mà chìm thì tao sẽ ở dưới lâu hơn. Mày dốt quá, hiểu chưa? Hiểu rồi. Bây giờ tao sẽ nhảy xuống nha. Bây giờ, đây, mày dùng cây sào này đi. Đó. Đó. Rồi mày ghim tao đi. Mày cái thằng đúng là không biết bơi. Chứ gì đã lên rồi. Mày phải mở cái con mắt ra mày mới nhìn thấy tổ ong chứ. Mày xuống đi. Công nhận thằng này lâu thiệt ta. Rồi bây giờ mình ngủ một giấc đi. Bao giờ mày dậy mày nhớ gọi tao dậy nha. Ê cái thằng, mày lên rồi hả? Trời đất ơi, tao đã nói mày lên mày gọi tao rồi mà. Ê, ủa mày dưới đó mày nhìn chưa chán cái sao mà mày lên rồi còn úp mặt mày nhìn ông hả? Ê, cái thằng này, dậy mày. Ê, bự. Ê, mày dưới đó mày ăn no mày lên đi mày còn cười tao hả? Mày cười tao chết đói đúng không hả? Bự. Ê, ông kia, ông nói chuyện với ai vậy? Nói chuyện với bạn. Thằng đó nó chết rồi, sao mày không đem chôn đi? Chết đuối nó mau sình lắm, ai chịu nổi. Nó chết làm sao được? Nó còn đang nghe răng cười đây nè. Nó là thằng trọng chết rồi, vui quá mà đem chôn đi. Chôn nhanh lên đi, ông khùng quá. Ủa vậy là nó chết thiệt á hả? Ừ, nó chết rồi. Sao mày chết mày không nói cho tao biết hả? Trời ơi, sao mày chết mày thúi quá vậy? Trời đất ơi, sao mày chết mày nặng dữ vậy trời? Đã vậy còn thêm cái cuốc nữa chứ. Phải chi mày còn sống, tao với mày hai thằng cùng khiêng cái cuốc có phải là nhẹ hơn không? Ồ, sao bây giờ mình không để cái cuốc ở đây kéo nó đi có phải đỡ mệt không? Ồ, sao mình thông minh dữ ta? Cũng không nhẹ hơn bao nhiêu. Trời đất ơi, sao mày nặng dữ vậy trời? Đúng là tên bự cốt khác. Ô, sao mình không chôn nó luôn ở đây ta? Mắc mớ gì phải kéo đi xa nặng đúng không? Ôi sao mình thông minh vậy ta? Chôn nó luôn ở đây. Ủa mà cái cuốc của mình đâu ta? Hồi nãy mình nhớ mình có mang cái cuốc mà. Ơ, cái cuốc đây rồi. Mình kéo cái cuốc nó nhẹ hơn hẳn. Trời đất ơi mệt quá.
mày ăn mật ong mà chết còn đỡ. Còn tao, tao vừa đói mà tao vừa phải chôn mày nữa. Chắc trước sau về tao cũng chết đói quá. Sao đói bụng quá vậy trời. Thôi, thôi mày chết đi nha, tao phải kiếm cái gì ăn mới được. Vậy trời, trời đất ơi, sao người mình thối quá vậy, càng ngửi càng thúi chứ. Không tin lại ngửi thử coi, để ngoài nắng 3 ngày thúi quắc rồi kìa, không nghe mùi sao. Thằng đó nó chết rồi, sao mày không đem chôn đi, chết đuối nó mau sình lắm, ai chịu nổi. Nó là thằng trọng chết rồi, thúi quắc à, đem chôn đi. Ai chết cũng thúi. Không lẽ mình thúi vậy mình cũng chết rồi ta. Mình còn thúi hơn cả thằng Tèo với thằng Bự nữa. Chắc chắn là mình chết rồi. Kiểu này phải tự chôn mình thôi, chứ để thúi quắc như vậy ai mà chịu nổi. Như vậy là mình đã chết thiệt rồi. Bây giờ mình mà không chôn mình là mình sẽ còn thúi hơn nữa. Bây giờ, bây giờ mình phải chôn thôi. Mình thúi quá, thúi thiệt rồi. Ê, này kia có ai làm gì kìa tụi bay? Đâu đâu. Ủa, ai nằm giữa đường vậy ta? Trên kia làm gì vậy? Tránh ra xa đi, thúi lắm chịu không có nổi đâu. Trời ơi, anh nằm giữa đường như sáng như vậy. Một hồi xe ngựa đi ngang nó cái chết bây giờ. Chết rồi còn chết cái gì nữa. Chết rồi làm sao mà tránh được. Chết rồi sao nói chuyện được. Đánh thật cũng chết chưa nè. À, có chuyện hả? Theo, đứng lại. Ông kia, đứng lại. Đứng lại. Mệt quá, chạy hết nữa, mệt quá. Mình đã chết rồi mà tụi nhỏ cũng không tha nữa. Ủa kỳ vậy ta, mình chết rồi sao tụi nó làm mình sống lại được? À thôi đúng rồi, tụi nó đánh mình sống lại. Vậy là tụi nó có cây roi thần. Cái cây roi đã cứu sống mình. May quá. Mình phải đi xin tụi nó cây roi đó, rồi mình sẽ đi làm cho người ta sống lại. Kiểu gì người ta cũng cho mình cái gì đó bỏ vô bụng. Chạy nè, chạy nè, chạy nè, chạy nè. Mấy nhỏ đừng có giỡn nữa. Không ấy, cho anh cây roi này đi. Xin roi hả? Xin chi? Không được, mình không thể nói đó là cây roi thần được. Tại cây roi của mấy nhỏ chắc quá, anh xin để anh đuổi trâu. Ông cho. Cho đi mà, anh không biết bẻ ở đâu chứ. Mấy em bẻ cái cây này ở đâu mà chẳng được. Không. Hey, thôi, hay để anh làm ngựa cho mấy em cưỡi nha. Ê, được. Anh làm đi. Anh làm đi. Leo lên nha, leo nha. Rồi mày treo lên trước đi. Nè, nè, lên. Ây. Ây da. Ây da. Ây da. Nè, cho anh cây roi đi. Nè. Thôi cho đại đi tụi bay ơi. Nãy giờ giỡn với ổng vậy được rồi. Cho anh nè. Đi tụi bay. Khùng. Đồ khùng. Tụi nhỏ không biết là bị mình lừa. Mình có cây roi thần này, mình sẽ đi cứu người. Kiểu gì người ta cũng sẽ cho mình cái gì ăn. Sao mà đói quá vậy trời. Không lẽ vừa mới sống lại giờ lại chết đói tiếp sao? Có tiếng khóc, có cờ tang. Vậy là có người chết. Người đầu tiên được ta cứu sống đi rồi. Đi kiếm cơm thôi.
Không cần khóc nữa, mở khăn liệm ra. Hả? Cậu là ai mà vô đây đòi mở khăn liệm cha tôi? Tôi là người bình thường thôi, không là ai hết. Muốn chết hả? Nhà có đám tang mà đòi vô đây phá hả? Chết hồi nãy rồi, mới sống lại đó, nhờ cây roi này nè. Nè, anh kia, anh nói xàm cái gì vậy? Xàm cái gì mà xàm? Cây roi này là cây roi cải tử hoàn sinh. Vừa nãy tôi chết thẳng cẳng á, chính cây roi này đã cứu tôi sống lại đó. Cho nên bây giờ mở khăn liệm ra, tôi cứu người sống dậy mà làm ăn. Tôi không cần đền đáp gì hết, cần bữa cơm thôi. Trời ơi cậu, có phải thiệt vậy không cậu? Trời ơi cậu làm ơn cứu sống cha tôi đi cậu. Không nhận bữa cơm mà tôi đưa hết cái nhà này cho cậu tôi lại cậu ơi. Thôi khỏi, nhà không có ăn được, tôi cần bữa cơm thôi. Nhưng mà cha mẹ, ông nội chết rồi thì làm sao sống lại được? Trời đất ơi, bây giờ nguyên nhà này chết tôi còn cứu được, muốn chi là ông nội. Lẹ đi, bây giờ ông hãy mau qua mở khăn liệm ra. Cậu ơi cậu làm ơn cứu sống cha tôi đi cậu ơi. Vậy hey. Sao đánh hoài không tỉnh vậy ta? Hay là mình còn thiếu cái gì? À, chắc thiếu câu thần chú. Coi sống hay chết nè. Coi thử sống hay chết nè. Coi thử sống hay chết nè. Vậy coi sống hay chết nè, coi sống hay chết nè, hay là có thuận trạch vậy ta? Vậy chưa? Không thèm nghe lời hả? Vậy chưa? Coi sống hay chết nè. Quậy nè. Mày hả? Nhà người ta có đám tang mà vô để phá đám hả? Phá đám nè. Làm gì mà đánh giả ma vậy? Tôi chỉ muốn cứu người thôi chứ bộ. Mày hiểu hồn mới nghe mày. Cứu người mà cũng bị đánh nữa. Đi. Đánh gì mà đánh tàn nhẫn vậy? Đánh thừa xong thiếu chết luôn à. Sao vậy? Sao bị đánh vậy? Thấy đám tang, muốn vô cứu người kiếm miếng cơm thôi mà. Trời ơi, thấy đám người ta muốn kiếm cơm á thì phải chia buồn, khóc lớn lên rồi người ta mới cho ăn chứ. Bị đánh là vừa, đồ ngốc. Cô khóc lớn ra là có cơm hả? Vậy mình phải đi kiếm đám khác để mình khóc. Chúc mừng hai con nha. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Chúc mừng hai đứa nha. Dạ. Con cảm ơn chú. Dạ. Có đám kìa. Cơ hội kiếm cơm của mình đây rồi. Nè, anh kia. Anh là ai? Sao tới nhà người ta đám cưới khóc là có ý gì? Xin chia buồn cùng gia quyến. Cái gì? Đám cưới nhà người ta đang vui, mắc mớ gì phải chia buồn? Thấy đám là biết có chuyện buồn rồi. Thôi người chết cũng đã chết rồi, đừng có quá đau buồn. Cái gì? Chết gì? Đồ xui xẻo. Đánh cái gì mà dã man dữ vậy trời. Thấy người ta đói mà không cho ăn còn đánh nữa. Thấy người cũng là dã man thiệt. Sao ra nông nổi này vậy? Mới bị đánh hả? Dạ, muốn kiếm chút cơm, thấy đám vô khóc chia buồn rồi tự nhiên bị đánh. Đám gì? Tôi cũng không biết nữa, mà thấy có hai người giống cô dâu với chú rể đứng ở trước cổng á. Trời ơi, cái đó là đám cưới đó cha ơi. Đám cưới nhà người ta là phải vô ca hát hò hét chúc người ta hạnh phúc đồ. Ông vô ông khóc lóc bị người ta quýnh là phải rồi. Đồ khùng. Gặp vợ chồng là phải chúc hạnh phúc. Rối thiệt á. Vậy thì mình đi kiếm đám khác mình chúc phúc. Mà đau quá, bây giờ đi không nổi, không biết còn hát nổi không nữa. Đứng lại con nghe. Không có đứng lại. Đứng lại giết tao hả? Trời chết nè. Chồng độc ác. Mày làm chồng độc ác. Đứng lại. Mày chạy mày làm... Đây là cơ hội mình kiếm cơm. Thằng Quế. Chồng chồng độc ác. Ơi anh chị ơi, anh chị ơi, buông ra. Ôi anh chị ơi, anh chị ơi, mày là ai? Em là Ngốc. Anh chị có phải là hai vợ chồng không? Vợ chồng thì sao? Nhìn đến nhau là biết hai vợ chồng rồi. Chúc anh chị hạnh phúc. Thằng đi này, mày chồng tao đó hả? Không hề. Để em hát tặng anh chị một bài để anh chị hạnh phúc nha.
có dâu chú rể là bể mình bông, đổi thừa con nít bị đòn lát đít, bị đòn lát đít. Mày chồng bà điên hết không? Không có đâu, em ác mà. Trời ơi, mày á. Mày ơi, mày chồng chết. Chồng điên nó mày, điên nó mày. Anh chị ơi, tối mà chưa. Chưa lâu lâu được đánh người đá không ha? À, chị chịu đây tiền đó đi chợ hả? Tất cả là tại mày á. Mày giấu thì mày đi kiếm đi. À, mày còn trả treo với tao nữa hả? Ê, ê, vợ chồng nhà kia cứu với. Cho tôi xuống đi, chứ rồi đưa tôi lên rồi không cho tôi xuống hả? Rồi cái gì mà tự nhiên rồi đánh nhau rồi để tôi lên đây luôn hả? Cứu. Ê trời ơi, sao tự nhiên leo lên cây vậy cha? Cái anh kia anh khuyên tôi nếu thấy vợ chồng thì chúc hạnh phúc. Vậy là tôi chúc hạnh phúc xong tự nhiên đánh tôi chắc lên cây luôn nè. Cứu tôi với, cứu tôi xuống. Để tôi vô tôi cứu. Bước xuống, đứng lên vai tôi nè. Ê, đứng lên. Có sao không? Cảm ơn anh. Cũng tùy chứ, thấy đánh nhau mà chúc hạnh phúc thì bị đánh là đúng rồi. Đúng là phải can ra rồi nói bớt giận, bớt giận. Can ra rồi nói bớt giận, bớt giận. Hả? Thôi tôi đi nghe. Cảm ơn anh nha. Ừ. Sao mà khó quá vậy ta? Lần nào mình làm cũng sai. Để mình làm lại thử. Lần này mà không kiếm được miếng cơm chắc chết đói quá. Mày nói gì vậy? Mày nói gì vậy? Công tượng đây kìa. Của tao, tao. Đưa đây. Cái này của tao. Công tao mà mày làm gì vậy? Đưa đây. Của tao. Của tao. Đưa đây. Của tao. Của tao. Đã tao. Đưa đây. Của tao. Của tao. Của tao. Mày. Ủa? Chó. Sao hai anh lại đưa cho tao? Tao. Đưa cái đó cho tao. Mày đưa cho tao nha. Mày đưa cho nó. Tao giết mày à. Tao giết mày á. Tao giết mày á. Sao đưa cho ai cũng chết vậy? Hồi nãy ai nói em đưa trước? Tao kêu đưa trước. Dạ. Sao kỳ vậy mày? Nhìn mặt anh ác quá em sợ. Của tao mà. Của tao. Đưa đây. Của tao. Mày đưa đây. Của tao mà. Uống ra. Của tao. Nè thôi. Của tao. Tao mà. Tôi xin hai anh đừng có cãi nhau nữa. Bớt giận đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Bớt giận đi anh. Bây giờ tôi nói anh nghe. Bây giờ hai anh ăn đồng chia đủ có phải là hơn không? Ăn đồng chia đủ là sao? Ủa anh đi ăn cướp mà anh không biết chia đều ra sao hả? À, không. Trời đất ơi, vì vậy cho nên cãi nhau đánh nhau là phải. Tôi nói anh nghe, tôi có hai thằng bạn, ba thằng đồng cam cộng khổ, mà bây giờ chết hết luôn rồi. Ủa, sao kỳ vậy? Mày có hai thằng. Dạ. Mày nữa là ba. Dạ. Mà giờ ba thằng chết hết á, sao mày còn đứng sợ sợ ở đây? Mày sợ cho tao hả mày? Tôi là chết đi sống lại. Có vụ đó nữa hả? Có luôn hả? Đó. Bây giờ tôi nhớ hai thằng bạn đó quá mà nó chết mất rồi. Giờ không biết phải làm sao nữa. Tôi nói cho anh nghe, hai anh á, đi ăn cướp thì phải đoàn kết với nhau mới ăn cướp được chứ. Chứ cứ cãi nhau như vậy làm sao mà cướp được. Vậy vậy mày xúi tao, tao với nó đi ăn cướp hả mày? Không có. Ý tôi nói là hai anh bớt giận lại, đừng có cãi nhau nữa. À, mà tao với mày á, hai thằng cực khổ lắm mới cùng nhau lấy được số bạc này. Đúng rồi. Không có sai. Ê, giờ sao mày? Thì tao thấy nó nói cũng đúng á. Bây giờ tao với mày chia đều cái này đi. Nếu mà có dư á thì cho nó luôn, được không? Dạ đúng rồi. Đương nhiên tụi tao sẽ cho mày. Mày đứng đó mày. Đó bây giờ nè, tao không biết là dư bao nhiêu, nhưng mà tao đoán là dư cùng lắm cũng chỉ nhiêu đây thôi. Đó, rồi ha. Dạ, bao nhiêu cũng được anh ơi. Ừ, giữ xài đi. Dạ, tôi cảm ơn hai anh. Mày, không mấy tao với mày bỏ cái nghề đi trộm cướp này đi, kiếm cái gì lương thiện làm. Đúng rồi. Trộm cướp hoài, tao thấy hiu quá. Tao cũng nghĩ vậy á. Thôi bây giờ mình làm lại từ đầu đi ha. Ừ, làm lại từ đầu ha. Tao với mày về á, làm lại từ đầu. Ở lại mạnh khỏe nha. Tao với mày về. Dạ. Rồi, okay. Thôi đi mày ơi. Đi. Làm lại từ đầu thôi. Bây giờ mình có tiền rồi, mình kiếm việc gì lương thiện mình làm đi. Ừ. Rốt cuộc mình cũng đúng một lần. Mình đâu có ngốc đâu ta. Hê 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 hê.
Nữ quan, thơm quá nữ quan ơi. Bây giờ con mới biết mùi hương tuyệt hảo của trà cung đình là nhờ trà ướp trong sen để qua đêm, rồi sau đó lấy nụ còn thấm hơi xương. Con thấy quả thật kỳ công. Tất nhiên là phải kỳ công rồi. Hằng ngày ta phải chèo thuyền ra tận đầm sen để ướp trà vào những búp sen này, sau đó cột búp sen lại và dùng một lá trà nữa để bọc ở bên ngoài để cho trà không bị ngấm sương đêm. Nhưng mà ta biết các ngươi thì bận rộn vì phải lo việc bếp núc cho Ngọc Hoàng, cho nên ta đã tranh thủ hái những búp sen này về đây. Các ngươi hãy tranh thủ lúc nó còn tươi để ướp trà vào đi, bỏ sao cho khéo, không quá nhiều cũng không quá ít, sao cho búp sen ngậm chặt miệng nhưng mà không hà mất hơi hoặc là ngấm sương đêm. Một canh giờ nữa thì phải ướp cho xong chỗ trà này. Nếu làm xong mà trễ giờ thì các ngươi cũng chết. Sao? Làm không nổi hả? Làm không nổi thì các ngươi bị loại. Dạ không, để con ráng. Dạ nữ quan thứ lỗi, con mới vô còn lóng ngóng, sao lại bằng bà được. Tức là ngươi làm không được, vậy thì ngươi không cần phải làm nữa. Dạ, ý nữ quan là... Ngươi không đủ tư cách để trở thành đầu bếp. Từ nay, ngươi chỉ phải làm một việc thôi, rửa chén. Nữ quan... Tiên Dung. Dạ. Một mình ngươi nhắm có làm nổi không? Dạ con sẽ cố gắng. Được, ta rất thích thái độ của ngươi. Làm đi. Dạ. Nữ quan thật là khéo tay. Nữ quan, con cảm ơn người đã nhận con làm học trò chính thức. Thực tình là con mừng lắm, nhưng mà con cũng sợ nữa. Hay là nữ quan có cách nào cho con học nhanh nhanh lên để con trở thành đầu bếp tài giỏi như người không? Ta xuống bếp từ khi còn là con nhóc, bắt đầu từ việc dọn rác rồi mới lên rửa chén, vừa làm vừa để ý coi người ta làm, học lóm mà lên. Muốn lành nghề thì phải chú tâm luyện tay cho nhiều, từ từ sẽ giỏi. Chỉ có một cách đó thôi, chứ không có cách nào lẹ mà giỏi được đâu. Tại con sợ không có khẩu vị siêu quần như người, dù xuyên cách mấy cũng thua à. Nếu nghĩ trời không cho rồi mình cũng buông thì đúng là thua rồi đó. Dạ con hiểu rồi, chắc là con ngủ ít lại mới được. Ta nói trước, tất cả các nguyên liệu trong kho Ngự Thiện thải đều được cân lượng đâu đó rõ ràng, thất thoát một ly thì cũng sẽ bị xử lý theo thiên pháp. Thành phẩm từ bánh trái tới các món ăn, nếu mà dám ăn bớt ăn xén hoặc là dám cả gan thò đũa ăn trước Ngọc Hoàng, người chết chắc. Dạ con hiểu rồi. Chị làm gì vậy? Nữ quan mới dặn á là không có được ăn gì hết, lỡ thất thoát dù chỉ là một miếng bánh cũng chết đó chị biết không? Ai thấy đâu mà lo, học nghề cái bà hắc ám á mệt lắm. Chị nói gì vậy? Em thấy á, nữ quan hay mà, với lại mình phải học với người khó thì mình mới dễ thành tài được. Đừng có mơ, bả cũng như thằng bếp rồi, mình học cỡ nào cũng không có bằng bả đâu. Suốt đời lui cui với bếp này á, ở giá đó biết chưa, tánh tình thì khó khăn mệt mỏi, bả mà giống nghề hả coi như là xong. Em thấy á, nữ quan đâu có giấu gì đâu, cái gì nữ quan cũng chỉ hết mà, với lại chị phải siêng làm lên. Có ngày á chị cũng sẽ được nữ quan cho học lại à. Khỏi, chị hết tham học cái bà đó rồi, nay mai bả già á bả hết thời rồi, coi bả còn làm khách nữa hay không. Chị. Thank you.
Ủa, mắc mớ gì mình đâu? Người ngốc, dừng lại. Ông gọi tôi. Ở đây chỉ có hai người, chẳng lẽ tôi gọi tôi? Nàng đi đâu mà dội mà vàng? Dừng lại ở đây, uống với ta một ngụm rượu để kết bầu bạn nghe. Chắc là ông nói giỡn, tôi không biết uống rượu. Người Ngọc mới là đang giỡn đó. Chẳng phải người Ngọc đang cai quản kho ngự tủ của Ngọc Hoàng hay sao? Bao nhiêu lọ rượu từ trên trời xuống tới đất, lỗi nào mà nàng Ngọc không biết? Nàng Ngọc không biết thì ai biết? Ông biết ta là ai, vậy chắc chắn phải biết tuổi tác của ta rồi. Rõ ràng là nhỏ hơn ta, vậy sao dám... Ôi, tuổi tác tức gì là cái thứ gì? Với ta, người Ngọc là người Ngọc, vậy thôi. Thôi, ở lại đây, mình cùng nhau bầu bạn. Ông đúng là không biết trên dưới trước sau. Trên là thiên hoàng, dưới là dân thường, bình đẳng như nhau. Trước lạ sao quen, nàng Ngọc, nàng kẻ trung lắm. Đừng có suy nghĩ cứng nhắc như vậy. Nàng nên nhớ, nàng là phận đàn bà, mà đàn bà thì phải cần có đàn ông. Ông... Nè, nàng đỏ mặt rồi đó nghe. Ta đợi nàng ở đây đó. Sau khi ướp trà vào sen thì con phải sao trà. Khi sao trà thì phải giữ cho lửa nhỏ, để trà khô nhưng không bị cháy, mất mùi của trà. Xong một mẻ thì... Nàng kẻ trung lắm, nàng nên nhớ, nàng là phận đàn bà, mà đàn bà thì phải cần có đàn ông. Nữ quan, nữ quan, nữ quan. Ta nói tới đâu rồi? Dạ, người nói tới công đoạn sao trà rồi. Nữ quan, hình như hôm nay người không được khỏe hả? Hay là sương sớm đầm sen làm cho người nhiễm hàn rồi? Chắc vậy, ta già rồi. Không có đâu, nữ quan còn trẻ lắm. Con thấy có người nhìn theo nữ quan lúc nữ quan đi qua nữa đó. Lẻo mép. Dạ không, con nói thiệt mà. Người ta còn hỏi con là sư phụ xinh đẹp của con đi đâu mất rồi mà sao không thấy nữa. Ai? Dạ, là người giữ trâu. Ông ta còn hỏi con là sao giờ này không thấy sư phụ xinh đẹp của người đi qua. Người cũng nghĩ vậy hả? Dạ. Sư phụ biết ông giữ trâu sao? Thôi làm đi, sắp tới bữa rồi đó. Dạ. Quả tang nghe, nàng Ngọc nàng ngà của ta đang ngồi đây chờ ta đó nghe. Nàng hết đường chối cãi nghe. Sao ta lại phải chờ ngươi chứ? Ta đi hái gia vị về ngang thôi mà. Thôi mà, nàng đừng có những lời dối gian với ta nữa mà. Dưới trướng nàng có biết bao nhiêu là học trò, đúng không nè? Tại sao nàng không sai bảo nó đi? Mà có đi hái gia vị á thì cũng phải là lên rừng xuống suối mà hái, hay đâu dưới khung cảnh lãng mạn ở ngay đầm sen như thế này. Thôi, có nhớ tôi á thì cứ đi tìm, dạy đi cho nó đơn giản. Nàng Ngọc nàng ngà của ta ơi, cái khung cảnh này lãng mạn quá. Thôi thì đôi ta ngồi đây nhâm một tí rượu cho nó lãng mạn nghe. Cho mình ngồi kế bên nghe nàng Ngọc nhỉ. Mời nàng Ngọc của ta. Thôi mà.
Má đỏ bồ quân rồi kìa. Nhìn khuôn mặt nàng xinh như thiếu nữ trăng rằm vậy đó. Hôm nay sai với ta nghe. Mình ăn đi. Trời ơi, mình mua gà ở đâu ngon quá vậy? Ủa, mà sao mình mua gà cúng cho tôi ăn vậy? Gà cúng là sao? Thì đó, gà bình thường á thì nó sủi cánh sủi chân, đúng không? Còn gà này á, bẻ cánh lại, ngóc đầu lên vậy nè, giống như cung vong vậy đó. Mình này, giỡn hoài hả? Mấy thức ăn này đắt tiền lắm nghe mình. Đắt rẻ xá gì, mình cứ ăn nhiều vô, bù cho lúc chưa gặp tôi toàn là uống rượu suông, bệnh chết à. Đúng là ông trời có mắt, đem mình đến với tôi. Nè, càng ngày tôi thấy mình nó nghe mân mởn ra đó nghe. Hình như là có hơi của tôi thì sao á. Mình này, nói kỳ quá hả? Mà nè, kho vua thức ăn đầy ở đó, sao mình không lấy cho tôi ăn, đi mua chi cho tốn tiền vậy? Không được đâu, quan trên trông xuống, người ta trông vào. Tôi còn biết bao nhiêu học trò nữa, mình làm thầy mà nhập nhem bậy bạ, mất uy hết. Đứa nào thò lẻo, mấy Ngọc Hoàng á, mình dặn cổ nữa, còn mình không dám dặn á, nói tôi nè, tôi dặn cổ nữa cho. Còn Ngọc Hoàng á, ngoài những thức ăn mà mình nấu ra á, ha, còn những người nào khác nấu á, thì Ngọc Hoàng không đụng tới đầu đũa nữa. Không sao, tôi lo được, mình cứ ăn uống no say đi, chuyện đó để tôi lo. Ý tôi nói á, mình tích cóp sau này để vợ chồng già mình á dưỡng già. Tôi nói vậy mình thấy hợp lý không? Còn tôi á, tôi nói thiệt với mình nha, ngoài cái sắc của tôi thôi, chứ còn bản thân tôi không có củ nã gì đâu á. Mình nói vợ chồng già hả? Ủa, chứ không lẽ mình quen tôi á là chỉ thoáng qua đường thôi hả? Không, mình nói chữ vợ chồng làm tôi... Ăn đi mình, ăn đi mình. Tôi biết rồi, để tôi tính cho. Yêu mình quá à. Dạ, thưa nữ quan, trà ướp xong rồi. Dạo này ta thấy người giỏi hơn rồi đó. Dạ, con cảm ơn nữ quan. Kho vua thức ăn đầy ở đó, sao mình không lấy cho tôi ăn, đi mua chi cho tốn tiền vậy? Mình tích cóp sau này để vợ chồng già mình á dưỡng già. À, để đó ta sắp cho. Vô trong lấy rượu đi. Dạ. Không mình. Tuyệt hảo, không hổ danh là bếp trưởng. Kiểu này á, tôi đâu có thua gì Ngọc Hoàng đâu. Không, phải nói là hơn Ngọc Hoàng nữa mới đúng. Vừa được thưởng thức sơn hào hải vị nè, từ trời tới đất này ha, vừa hưởng luôn bếp trưởng của thiên đình nữa. Phải rồi, món nào ngon nhất hàng ngày dâng lên Ngọc Hoàng, tôi đều sớt lại cho mình. Rượu ngon ở trong kho trời, không có loại nào mà mình chưa được nếm. Có khi còn nếm trước cả Ngọc Hoàng nữa chứ. Nhất mình rồi nha. Đúng là hai đứa mình trời sinh một cặp. Mình, tôi thấy từ ngày mà mình lấy tôi á, mình đẹp hẳn ra đúng không? Đẹp đâu mà đẹp, mập ra thì có. Ngày nào cũng gặp mình, rồi ăn uống no say kiểu này nè, chắc có bữa tôi phải nới cửa lăn vô nhà quá à. Không biết sao đâu, dù cho mình vừa đi vừa lăn đi chăng nữa, tôi vẫn thấy mình đẹp nhất ở thiên đình. Thiệt không? Ừ, hứa rồi đó nha. Danh dự, lời hứa của một trang anh hùng hảo hứng mà. Nè mình, tôi cứ tò mò, không biết trên thiên đình nó ra làm sao. Vô trong đó chắc đã lắm mình ha, phải không mình? Ý của mình là mình muốn vô bếp hả? Ừ. Không được đâu. Chẳng phải mình á,
là bếp trưởng ở trên thiên đình hay sao? Thì mình đã cai quản hết cái bếp đó rồi, đúng không? Còn mấy đứa con học trò của mình á, tụi nó đi làm chẳng lẽ không có ngày nghỉ, còn đi môn kêu khác ai mò vô đó làm gì, đúng không? Ý của tôi á là tôi đến đó để coi mình làm việc làm sao. Mình quan tâm tôi thiệt hả? Chứ không lẽ tôi không quan tâm tới mình? Hay là trong đôi mắt của mình lúc nào cũng nghĩ tôi là kẻ phàm ăn tục uống hả? Tôi quen mình á là chỉ để hưởng những cái cơm cặn cá thừa của mình. Tôi đâu có nghĩ vậy đâu. Thôi được rồi, để tôi tính. Phải vậy chứ. Ăn đi mình, ăn đi mình. Dạ, chào nữ quan. Ngươi làm gì mà rình rập sau lưng ta vậy? Ờ, dạ, con đâu dám. Con chỉ muốn báo tin là con sắp thịt xong rồi. Nhờ nữ quan chỉ mà con sắp thịt khéo hơn. Vậy à? Để đó, lát nữa ta sẽ vô làm món hầm. Vô coi bắt nước lên đi. Nhưng mà con thấy hình như thịt hơi nhiều thì phải. Im đi. Nhiều hay ít, ta không biết liệu hay sao mà ngươi thắc mắc. Dạ, con không dám. Tại con sợ dư rồi sẽ không được tươi ngon. Ai nói với ngươi là dư? Đi đi, đừng có nhiều chuyện nữa. Dạ. Mình mình làm hết hồn hả? Nè, tạm thời á, mình kiếm chỗ núp ở ngoài này đi nha. Trời tối rồi, tôi đưa mình vô nha. Công nhận vườn thượng uyển của Ngọc Hoàng á đẹp nguy nga tráng lệ, y chang như vườn thượng uyển. Mình nói nhỏ nhỏ thôi, có ai nghe được là cả hai cùng chết luôn đó. Không có chết đâu mà. Mình tối nay nha, hai đứa mình sẽ làm náo loạn bếp thiên cung. Thôi mình vô đó đi, chuẩn bị đồ ăn thức uống cho tôi nha. Để tôi đi dạo tham quan cái vườn thượng uyển một chút. Tôi không để cho bị bắt đâu, yên tâm. Cẩn thận nha mình. Nè, ăn đi mình. Thôi, hiện nay tôi ngán động vật lắm rồi. Bây giờ mình gấp thực vật cho tôi ăn đi. Vậy mình ăn cái này nghe. Cũng được. Nè, uống miếng nha. Ôi. Bây giờ no sai rồi, mình phải nổi nhạc lên. Mình nhẹ tay chút đi, lỡ có ai nghe được thì sao? Ai nghe thì kệ họ. Sợ cái gì? Ai dám nói cái gì vợ chồng mình? Tôi cảm thấy là tôi còn sướng hơn ông trời nữa. Tôi có chết gì mình tôi cũng mãn nguyện lắm mà. Nói bậy không hả? Phải sống để mà hưởng thụ chứ sao lại chết? Đúng rồi. Mình phải sống 1.000 năm, 1.000.000 năm để mình hưởng thụ chứ. Nè. Những món rau phải dùng nóng thì cứ để sẵn nước dùng, đợi tới sát giờ mới bỏ vô để giữ được màu xanh. Nè. Dạ. Nãy giờ ta nói ngươi có nghe không? Ngó đi đâu vậy? Dạ, con đáng tội, xin nữ quan bỏ qua cho. Ngươi là đứa chịu khó, cũng có khiếu chứ không phải không. Để tâm để ý thêm chút xíu nữa, sau này mới làm nên chuyện. Dạ. Con cảm ơn nữ quan đã tận tình chỉ dạy cho con. Nhờ người mà không chỉ con được học tay nghề nấu ăn, mà còn là tâm đức của người đầu bếp nữa. Con chỉ mong nữ quan mãi mãi như vậy. Con nhỏ này, bữa nay nói gì giống như là... Có chuyện gì? Nói ta nghe đi. Dạ, dạ không có gì. Con chỉ sợ là nữ quan có chuyện gì thì không ai chỉ dạy con nữa. Con chỉ muốn được học từ người nhiều hơn. Khéo lo, làm gì có chuyện gì chứ. Thôi, ngươi làm việc tiếp đi, ta đi kiểm kho một lát. Dạ. Con nhỏ này, sao tự nhiên nó nói gì kỳ vậy? Nó có biết gì không?
Chắc là không đâu. Ta lo quá rồi. Nè, em có nghe gì không? Nghe gì chị? Không nghe thì cũng phải thấy chứ. Em ở suốt với bà mà. Thiên Đình đang đồn lên á là sư phụ của em á hình như ăn vụng thức ăn của Thiên Đình, mập ú lên rồi kìa. Có chuyện đó sao? Chắc không phải đâu. Nữ quan không phải là loại người đó. Nếu mà người tham ăn thì đã mập từ mấy ngàn năm trước, chứ đâu phải để tới bây giờ. Thôi đi, đừng có binh. Mấy ngàn năm trước không có, nhưng mà từ lúc cặp kè với lão chăn trâu sâu rượu háo đói đó, mọi người nói đó, chị nghe hết rồi. Tưởng danh giá lắm, ai ngờ nhào vô thằng cha chăn trâu đó. Gớm. Chị chắc không có chuyện đó đâu. Chị không biết, nhưng mà nói bả liệu hồn đó. Nhịn được mấy ngàn năm thì nhịn luôn cho rồi. Tự nhiên đang đàng hoàng mà đổ đốn, nó còn kinh khủng hơn triệu lần đó. Ra vẻ ta đây đạo cao đức trọng liêm khiết lắm. Bể ra đi, rồi thiên hạ sẽ cười cho thúi cái mũi. Mà người đầu tiên á là chị nè. Dám nói con nhỏ này không xứng đáng là học trò của bả. Ai mới là người không xứng đáng á, giờ lòi mặt ra rồi đó. Tới tay Ngọc Hoàng đi, để coi Ngọc Hoàng xử bả như thế nào. Chị. Chết rồi, mình phải làm sao đây? Không nói thì nữ quan nguy mất, mà nói thì nữ quan ê mặt. Mau dọn chén ra đi. Dạ. Nữ quan à, con có chuyện này. Nói đi. Dạ, là con thấy con, dạ, con nghĩ là. Cái gì mà như gà mắc tóc vậy? Có chuyện gì nói ta nghe. Dạ không, chỉ là con lo cho nữ quan, tại con nghe thiên hạ bàn tán. Bàn tán chuyện gì? Dạ, nữ quan tha tội, con mới dám nói. Con nghe bàn chuyện của nữ quan cặp kè với ông chăn trâu. Người ta nói người mê ổng. Nhảm gì? Ngươi đi tin những lời sằng bậy đó hả? Mau mà học đi. Dạ, chỉ là... Mà giả sử ta có chuyện gì đó với ổng thì sao? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, chứ đâu có phải tranh vợ đoạt chồng của ai đâu mà bàn tán. Dạ, người ta không có bàn chuyện đó. Mà người ta dèm pha chuyện nữ quan ngày càng có da có thịt, trong khi của kho vua thì ngày càng thất thoát. Nói láo. Có bằng chứng gì không? Nói họ cứ đem ra đây, ta sẽ đền bồi đầy đủ. Dạ, bẩm nữ quan tha tội, con chỉ nghe vậy rồi nói lại để nữ quan đề phòng, chứ con nào dám đi nhiều chuyện bàn tán. Người liều hồn đó, lo chuyện của mình đi. Dạ. Phải công nhận mình nấu món nào cũng ngon hết trơn. Mình ráng ăn uống nhiều vô nha. Ngự tủ ở trong kho sắp hết mà tôi cũng để dành luôn cho mình đó. Nói tới ngự tủ, sao tôi nhớ tới kho rượu của Ngọc Hoàng quá. Tối nay tôi tới nha. Sao, mình sợ hả? Có một đứa học trò của tôi, nó nói là nó nghe thiên hạ sầm xì, tôi mê muội mình nên biển thủ đồ ăn ở trong kho. Lẻo mép, nó còn nói gì nữa? Nó còn nói thiên hạ dèm tôi dạo này mập ra vì đắm đuối với mình đó. Đó, thấy chưa, tôi nói mình mập như heo mà mình không tin. Mà không sao đâu, tại vì thiên hạ ghen tức hạnh phúc của đâu ta đó, cho nên họ dèm pha. Nè, mình đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, hay là mình sợ? Sao mình lại nghi ngờ tình cảm của tôi chứ? Tôi sống bao nhiêu thiên niên kỷ mới được gặp mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc sung sướng như bây giờ.
Thiên Hạ càng nói thì tôi càng cảm thấy mình may mắn. Bây giờ dù có phải chết cùng mình tôi cũng cam lòng nữa. Cùng chết thì cũng tốt, nhưng mà tôi nghĩ cùng sống để tận hưởng hạnh phúc thì tốt hơn. Rồi sao, tối nào tôi tới được không? Tận hưởng được lúc nào hay lúc đó. Tối nay mình cứ tới đi, tôi đợi. Sao tôi thương mình quá à? Thì ra là ra đây hẹn hò với kẻ chăn trâu, dám ăn cắp thức ăn của Ngọc Hoàng cho kẻ chăn trâu này. Tôi nghĩ là lần này bà chết chắc rồi đó. Mình vô đây. Nhớ mình quá à. Nè. Trời đất ơi. Mình ăn nha. Để tôi vô lấy ruột cho mình ha. Nè. Rượu ngon không mình? Ngon. Nè, nè, thử cái này đi. Rượu ngon muốn ngủ lắm nè. Dạ bẩm nữ quan, có lệnh Ngọc Hoàng vừa muốn ăn tối vừa muốn thưởng trang ở lòng Nghinh Phong. Mình phải làm xong trước bữa tối à. Ta biết rồi, gọi tất cả phụ bếp vào đây, mỗi người một tay thì mới kịp được. Dạ con biết rồi. Nhanh tay đi. Dạ. Trong cơn khát mà trong bầu không còn một giọt. Phải chi giờ này mà mình ở trong kho rượu là mình tắm trong kho rượu luôn cho nó đã khát. Sao tự nhiên mình nhớ nàng Ngọc của mình quá vậy ta? Phải đi thôi, phải đi tìm nàng thôi. Dạ nữ quan, con làm xong hết rồi. Tốt lắm. Hai người ra lầu Nghinh Phong kiểm tra lại đi. Ở đây để ta lo cho. Dạ, dạ. Cúp hà. Trời ơi. Hết hồn luôn. Mình đi hướng nào tới vậy? Có thấy hai đứa học trò ra không? Tôi thấy hai đứa học trò, nhưng mà tôi vừa phát hiện nó xong tôi núp vô góc tay, tụi nó đâu có thấy tôi. Trời ơi, mình tới đây làm chi vậy? Sao hôm nay mình không ghé thăm tôi? Trời ơi, bữa nay tôi không có ghé thăm mình được, tại vì Thiên Đình đang có tiệc. Bữa nay Thiên Đình có tiệc hả? Trời đất ơi, đồ ăn ngon quá. Sao trùng hợp quá vậy? Tôi đang đói bụng nè. Mình có đói bụng thì cũng ráng chịu khó một chút đi nha. Đợi tôi đãi tiệc xong á, rồi tôi sẽ phục vụ mình tha hồ luôn. Ôi, đãi tiệc Ngọc Hoàng biết bao giờ mới xong. Đói bụng quá mình ơi. Nhanh lắm, không có lâu đâu. Nghe tôi dặn nè, mình chỉ được ở trong bếp này thôi nha. Đừng có ra ngoài, lỡ có ai phát hiện là chết đó. Rồi. Nếu mình có nghe tiếng động thì cứ núp tạm ở trong này, nghe không? Rồi. Nghe chưa? Rồi. Tôi qua kho coi tụi nó soạn rượu tới đâu rồi. Tôi về liền. Mình nhớ đó nha. Rồi. Làm sao mà tôi đi ra khỏi cái bếp này được?
Chị, sao chị kéo em đi đâu vậy? Em phải vô đó để báo cho ông biết, nếu không nữ quan nguy mất. Trời ơi, em khờ quá, trễ rồi. Chuyện này trước sau gì Thiên Định cũng biết hai người họ ăn cắp. Mình mà vô đó là khó thoát tội bao che. Bộ em muốn chết chùm hả? Nhưng mà đó là thầy học của em. Thầy thì thầy chứ, thầy gì đâu mà vừa ác, vừa ngu, vừa tham ăn. Chết là cái chắc. Chị ơi, nhưng mà... Chị ơi, lính kìa. Uống với ta nghe. Tên kia to gan. Ủa, lão chăn trâu đây mà. Các ngươi đừng có hỗn láo nha. Các ngươi biết ta là ai không? Ta là phu quân của bếp trưởng Thiên Đình đó, nghe chưa? Lãng quảng là các ngươi có tội với bếp trưởng của các ngươi đó. Coi nè, lão dám ăn trước Ngọc Hoàng, long tổ của Ngọc Hoàng, còn dám uống nữa. Đây là đồ ăn thức uống trong bếp của phu nhân ta. Ta có quyền ta ăn, ta uống no say. Mình à đây, giới thiệu với các ngươi phu nhân của ta. Mình à. Dạ, dạ, ông sai xỉn quá rồi, không còn biết cái gì nữa, mấy chú bỏ qua cho. Bỏ qua hay không, đồ ăn của Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng quyết. Mời phu quân bếp trưởng diện kiến Ngọc Hoàng. Mấy chú ơi, mình đi. Ngươi cả gan. Mình ơi, mình ta sẽ bắt nhốt ngươi. Đi cho ta nhanh lên. Ủa sao ta đi ngược vậy? To gan, dám ăn hớt ngự thiện, các ngươi chán sống rồi hả? Dạ, dạ bẩm Ngọc Hoàng, kẻ tiền nhân này sai xỉn nên mất hết lý trí. Mong Ngọc Hoàng mở lượng hệ hà. Dạ, dạ bẩm, tội nợ là do con. Tại con mê muội mở cửa cho ông vô, cho nên mới xảy ra chuyện. Ngọc Hoàng à, xin hãy xử tội con, tha cho ông đi. Đừng qua, con làm ta thất vọng về con. Ta vốn tin tưởng định giao việc bếp núc Thiên Trùng cho con vĩnh viễn, tin rằng trong tay con sẽ không bao giờ có gì thất thoát, dù chỉ là hạt gạo. Nhưng mà ai ngờ. Dạ, tụi con đáng chết. Ngọc Hoàng xin cứ xuống tay. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, tội ăn dũng là lỗi ở con. Ngọc Hoàng xử tội con chứ đừng xử tội bà. Linh. Dạ. Mau tống hai kẻ này xuống ngục, bỏ đói 3 ngày. Đúng rồi. Ngọc Hoàng ơi, giam con thôi, đừng bỏ đói con. Dạ, xin Ngọc Hoàng ơi, tha tội cho con đi Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng. Đúng là chẳng ra làm sao cả. Đầu bếp giỏi nhất hoàng cung, vị nữ quan liêm khiết nhất của ta, vậy mà tự nhiên lại nổ đôn. Bây giờ ta biết phải xử lý sao đây? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, theo thần thấy thì thật là tội nghiệp. Vốn dĩ người đàn bà này rất có tài, đã có nhiều cống hiến, nhân thân tốt, lại chưa có tiền án tiền sự, chỉ vì yêu đương đặt nhầm chỗ, cho nên tạo điều kiện cho người khác làm bậy. Xin Ngọc Hoàng hãy xử nghiêm minh để làm gương cho kẻ khác, nhưng cũng phải xét nhiều yếu tố để giảm nhẹ. Được, tuân lệnh. Nhanh lên. Từ từ, làm gì hối dữ vậy? Đi. Nhanh lên. Mình, tôi với mình bị Ngọc Hoàng giam 3 ngày, bỏ đói 3 ngày. Tự nhiên bây giờ tướng tôi với mình thấy nó gọn gọn, nhìn quyến rũ quá em. Tôi nói muốn xỉu luôn đây nè, quyến rũ cái gì. Mà bà qua đây, tôi nói chuyện với hai thằng này mới được. Nè, tụi ta có được tha hay không thì các ngươi nói cho tụi ta biết. Cái gì mà không nói không đặng gì hết trơn vậy? Nếu được tha thì hai ngươi biến khỏi mắt của ta ra. Cái gì mà cứ tò theo ta hoài vậy? Mình à. Mấy ngươi nói đi, bà được phục chức đúng không? Các ngươi liệu hồn mới nghe. Bà là đường đường chính chính là một nữ quan phụ trách nút bếp của Ngọc Hoàng á. Ý lộn, phụ trách bếp nút của Ngọc Hoàng á. Các ngươi giải tụi ta đi đâu? Nè, bây giờ không nói đúng không? Không nói không đi nữa, nằm giả đi luôn. Mình ơi, ủa sao tôi dọa ăn vậy mà tụi nó cũng đứng chơi chơi vậy? Sao kỳ vậy? Không lẽ tụi mình bị chém? Ăn
ăn có mấy miếng nhỏ xíu như vậy mà bị tội chém đầu hả? Cái nước trời ngộ vậy. Các ngươi có ngon á, các ngươi về tâu với Ngọc Hoàng á, có dội chém á thì chém mấy tên quan tham kìa. Thôi đi mình. Bực bội à. Thôi đi, cứ đi tiếp coi sao. Đi. Đứng lại đó. Đứng rồi nè. Chị, nghe đây. Đây là cầu quá kiếp. Ngọc Hoàng lệnh đầy hai người xuống trần gian vì mắc tội biện thủ đồ ăn phè phẫn suốt thời gian dài. Nay phải sống kiếp bằng hàng, suốt năm tay làm hàm nhai, sống cuộc đời cơ cực, không làm thì phải chịu đói, cực nhọc suốt năm không được nghỉ ngày nào. Người nói nghe mắc cười quá. Tự nhiên số của tụi mình là số hưởng mà kêu ta làm hàm nhai là sao? Mấy ông nói chuyện chưa hết, chưa dẫn đưa tôi đi đâu mà hai người bỏ đi đâu vậy hả? Con ngon lại đây nói chuyện với ta nè. Nó biến ở đâu rồi bà? Ủa, sao bà thay đồ nào vậy? Ủa, mình cũng vậy kìa. Ủa, sao mà quần áo tao tui vậy trời? Con chỗ này là chỗ nào mà thấy lạ quá vậy? Không lẽ mình bị đài xuống trần gian thiệt rồi hả? Gì? Trần gian lại đây sao? Sao giống dùng đất chết quá vậy? Hèn chi mới kêu là địa ngục trần gian, rồi tôi với bà làm gì sống đây? Kìa, hình như có bóng trâu bò ăn cỏ đằng kia. Hay là mình cứ làm nghề cũ đi, chăn trâu kiếm sống. Chăn trâu nữa hả? Trời ơi, tưởng sao chuyển qua cảnh giới khác cũng không có thoát được cái nghề cũ rồi hả? Ông lão trời già cai nghiện không? Sao tôi nói cái ông nhá cái vậy? Rồi con bà nữa, bà làm gì sống đây? Ở dưới này rồi có ai mướn bà nấu nướng gì không? Bị đi đại rồi còn mơ gì được làm nghề cũ nữa. Để từ từ tôi kiếm cách coi làm sao. Bây giờ mình đi kiếm ít cây cỏ về dựng cái nhà ở đỡ đi. À, cũng phải vậy thôi, chứ không lẽ tối nay ngủ dưới đám cỏ trái này. Đi đi. Ngủ nha. Quả tang gì? Ăn trộm bắt mất trâu của cha tôi làm sao? Mày không thấy trời nắng chang chang hả? Tao chăn trâu cả ngày nay, tay chân mặt mày đang thui nè, chưa về lòng mày hả? Tôi không biết. Ông mà để mất trâu, cha tôi đã nông mấy chục hèo gán chịu. Bắt ông ơi giữ trâu mấy chục đời cho coi. Ông gán đợi đi. Đi ngay. Trời ơi sao khổ dữ vậy nè trời. Chỉ có ham ăn dụng thôi mà bị đày đọ xuống đây cực khổ như vậy nè. Cái câu thần khẩu hại sát phàm nghe nó nhảm nhảm, mà sao bây giờ nó đúng như mình thiệt ta. Còn cái bà này nữa, giờ này chưa kịp đem cơm lại nữa. Sáng giờ không có kiếm được cái gì hết. May quá có ai bỏ mất hoài sùng ở đây. Mình cái gì nữa nhỉ mày? Ủa bà hả? Bà làm cái gì mà bà đứng trễ quá vậy? Nè, mình ăn đi. Trời đất ơi, sao mà bà mua khoai sùng không vậy? Bộ bà tiền dư lắm sao mua ba cái khoai này vậy? Ngày xưa bà nấu ăn thiện nghệ lắm mà, không lẽ bây giờ bà lục nghề rồi hả? Tiền đâu mà mua? Không có tiền sao có mấy thứ này? Người ta bỏ ở trong đống rác, tôi lượm về cho ông ăn đó. Trời đất ơi,
Bà nghĩ sao mà tôi chăn trâu mà tôi ăn đồ lộn ở trong đống rác. Đi kiếm hoài mà không có ai thèm mướn cái bà già này hết trơn á. Không lẽ vợ chồng mình chết đói luôn đó hả? Không tới nổi vậy đâu. Ngọc Hoàng phán rồi, hễ mình chịu khó tay làm thì hàm có mà nhai thôi. Mình cứ ráng đi. Ngày mai á tôi đi kiếm việc nữa. Nếu mà không được á thì mình cứ bươi rác cũng có cái ăn. Chắc tại lúc trước ở trên đó mình thừa mứa quá nên bây giờ phải trả. Ông Ngọc Hoàng, sao ông nát cái vợ chồng tôi quá vậy? Mình, không lẽ vợ chồng mình bươi rác xong quanh năm suốt tháng vậy luôn á hả? Thôi mình ráng ăn đi. Có dài có trả, cứ trì trí mà trả. Thế nào cũng có ngày Ngọc Hoàng thương mà cho mình về thôi. Sao bà không ăn đi? Cái này là mấy con nít nó thường nói là khoái ăn sen á hả? Là sao? Là khoái ăn khoai á. Bà lựa mấy củ khác ăn đi, mấy củ sụn để tôi ăn cho. Làm gì mà thờ người ra vậy? Nồi hầm khét hết rồi kìa. Thôi, tắt hết rồi. Làm gì mà như người mất hồn vậy? Bộ nhớ bà ta hay sao? Chị à, em nghe nói ở dưới đó hai người họ sống khổ cực lắm. Làm sao mà nữ quan chịu nổi? Nổi hết. Em không nhớ là lúc bà ta dạy chị em tụi mình á là phải tiết kiệm không được phung phí hả? Nhưng mà em có được như hôm nay tất cả là nhờ nữ quan. Bây giờ thầy học của mình gặp chuyện như vậy, làm sao mà em ngó lơ được? Thôi, dù sao á chuyện cũng đã lỡ rồi, có lo buồn á thì cũng có làm gì được đâu. Chị, em không nghĩ vậy. Em tính làm gì? Người muốn xuống trần gian giúp vợ chồng nhà đó à? Dạ, Ngọc Hoàng. Dù sao nữ quan cũng là đầu bếp tài giỏi nhất thiên đình, từ khi đi khỏi vẫn chưa ai thế được. Còn nghe nói qua bao nhiêu ngày tháng lưu đày, hai người họ cũng chịu khổ đủ đường. Xin Ngọc Hoàng cho con xuống trần kề cận giúp đỡ, cũng là để tìm minh chứng hai người họ đã ăn năn, để Ngọc Hoàng có cớ triệu hồi nữ quan hồi cung. Ngươi kể ra cũng là học trò tốt đó. Dạ bẩm, người dương mắc đọa còn khó, huống chi đó là thầy học của mình. Xin Ngọc Hoàng chuẩn tấu. Thôi được rồi, ta sẽ cho nhà ngươi tội nguyện. Ta chỉ sợ nghèo hèn thì chịu khó, tới hồi giàu sang là chứng nào tật nấy thôi. Nếu vậy ta sẽ triệu hồi ngươi lập tức, còn hai kẻ đó sẽ lưu đài vĩnh viễn. Có tài mà không đức ta cũng không xài. Dạ, tạ ơn Ngọc Hoàng. Đang kiếm cái gì vậy? Không, tôi đâu kiếm gì đâu. Cô ơi, có phải cô kiếm cái này không? Cái này có phải của cô không? Không. Trời ơi, vàng, nhiều vàng quá à. Nếu không phải vì số vàng này thì cô bới rác để tìm cái gì? Tôi chỉ là thứ ăn mày, sống bằng nghề bới rác, lấy đâu ra số vàng lớn như vậy mà đánh rơi. Cô cứ giữ đó rồi kiếm chủ trả lại cho người ta. Cô ơi, nếu cái này không phải của cô thì cũng là do cô kiếm được, cô cứ giữ làm vốn. À đúng rồi, có vốn rồi. Cô muốn Hùng mở quán với con không? Con đang tính mở quán mà chưa kiếm được đầu bếp. Nếu mà cô không chê á, cô Hùng vốn với con nha. Ê, có ngay đây. Đâu lắm.
Lắm là ghê quán à. Hai huynh dùng gì hai huynh? Cho mình rượu với nửa ký tịch heo. Dạ có ngay. Lẹ lẹ nghe. Mời quý khách. Đây. Đây đây đây. Đây đây, nắng ra đồng. Đây mùi mén dữ ha. Đây 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 đây. Tính tiền ông chủ ơi. Dạ 3 đồng. Dạ, cảm ơn nghe. Dạ cảm ơn quý khách. Dạ. Cứ chạy tới chạy lui phục vụ kiểu này mỗi ngày, chắc tôi với bà chết quá. Có việc làm, có đồ ăn, có nhà ở, vậy là tốt lắm rồi. Mình không nhớ cái hồi còn phải vươi rác mà ăn hay sao. Biết vậy rồi. Mà tôi nói thiệt nha, không lẽ lời nguyền của ông trời già đó, không lẽ lời nguyền của ông Ngọc Hoàng đó không có hóa giải được luôn á hả? Cứ mặc để cho vợ chồng mình nó cứ chạy tới chạy lui làm hoài là không có ngày nghỉ luôn á hả? Mình mệt á thì mình cứ nghỉ đi, để đó tôi làm cho. Không phải tôi nói là tôi mệt. À, cái con nhỏ kia sao tôi không thấy nó nấu nướng gì phụ bà hết trơn vậy? Tối ngày cái kiếm chuyện, hết đi chợ đi mua đồ để hai vợ chồng già mình á làm như con chó già vậy. Mình thôi đi, dù sao nó cũng là ân nhân của vợ chồng mình mà. Ân nhân cái gì? Tôi nói thiệt nghe, không có nhờ tài nghệ của bà nấu á là không có khách như vậy đâu. Chứ nhiều khi á có tiền thiệt, nó có tiền thiệt á, nhưng mà nó không có nó bất tài á, nó không làm ăn gì được á. Mình mệt thiệt rồi đó, mình vô nghỉ đi. Bà nói vậy thôi chứ tôi biết bà mệt hơn tôi. Thôi giờ tôi tính vậy nghe. Thôi ấy, bữa nào tôi với bà đóng cửa quán bữa đi, rồi cái đi đâu, đi đây đi đó gì á, chơi một ngày cho nó khỏe người lại coi. Mình nghe tôi nói nè, cái vụ hùng hạp lần này á cứ như là trên trời rơi xuống, không có bình thường chút nào hết. Lỡ đâu Ngọc Hoàng cử người xuống đây thử lòng vợ chồng mình thì sao? Ráng chịu đựng đi. Tôi cũng nghĩ vấn đề đó cho nên tôi mới chiều những người khách say xỉn á. Trời ơi, nó uống rượu vô nó say xỉn nha, nó nói chuyện trên đầu trên cổ, nó giống như ông nội tôi vậy đó. Tôi mới nhịn nhục á. Nếu mà tôi á nghe, tôi không nghĩ vấn đề đó nghe, tôi chặn cổ nó ra làm sao. Thôi mà, ráng nhịn đi. Thôi, trời cũng tối rồi, dẹp vô đi rồi nghỉ ngơi. Nghe anh chủ ơi. Có ngay, có ngay. Từ từ, làm cái gì mà hối dữ vậy? Nghe anh chủ ơi. Quán đầu lâu quá. Ông chủ biểu coi. Cái làm gì mà lâu quá vậy? Bây giờ sao? Mày muốn cái gì? Tao lôi cổ mày ra khỏi quán nhà mày. Hả mày? Trời ơi, buôn bán gì mà kỳ cục quá. Nói cho mày biết nha. Trời ơi, tao là mày tới số cả mày. Chú làm cái gì vậy? Chú buôn khách rồi đi. Mày ngon quá hả? Mày ngon thì mày phục vụ đi. Tao không phục vụ nữa. Chú nói gì vậy? Khách đang đông mà sao chú nói vậy? Khách đông thì sao? Vợ chồng tôi mệt mỏi lắm rồi, không có buôn bán gì nữa hết. Ừ. Cô. Không bán nữa thôi. Về. Đi về. Chú. Về đi. Về đi. Bán gì mà kỳ cục. Từ từ đã. Ta tới người ta ăn nhậu trả tiền mà làm. Ta không cần bán nữa. Khách mà làm phách, không cần bán. Trời ơi, cô chú ơi, sao cô chú nói vậy? Khách bỏ đi hết rồi kìa. Có tiền làm phách ta. Chú. Mày qua đây. Tao nói cho mày biết nghe. Vợ chồng tao là chủ ở đây nghe. Vợ chồng tao muốn làm cái gì ở đây á, vợ chồng tao làm. Còn mày làm được thì làm. Làm không được, mày biến đi. Biến đi mày. Biến đi. Cô chú à. Không có chú gì hết này. Bà kêu ai vậy? Ông. Ông biến vô đây thiệt rồi nè. Nó nào? Ủa? Đâu?
Thôi kệ nó đi, bà làm gì bà sợ như vậy? Hả? Bà bây giờ làm sao? Ngươi đã làm hết sức rồi. Hai người đó cần phải có nhiều thời gian hơn nữa. Bẩm Ngọc Hoàng, người cho con xin thêm một ân huệ cuối cùng nữa được không? Ân huệ gì nữa? Thưa Ngọc Hoàng, lời nguyền phải làm việc quanh năm dường như quá sức. Hai người họ tuổi cao sức yếu đi nhiều. Xin Ngọc Hoàng mỗi năm cho thầy con được nghỉ vài ngày được không? Ủa, sáng sớm mà làm gì mà ngồi đó bà bư vậy? Thì không phải nghỉ ba ngày Tết, nói rã họng. Trời ơi, bà lo xa quá. Đói thì đói, mà được nghỉ thì tôi khoái. À, bà chẳng phải là bà ước là một năm bà nghỉ một ngày hay sao? Lời nguyền của Ngọc Hoàng á đã được quá giải rồi. Ủa, mà bà quét rác từ trong nhà ra rồi bà không đem đổ đi, tự nhiên mà để giữa sân rồi bà bươi móc móc cái gì vậy? Bà tìm cái gì trong đó? Con nhỏ đó biến vô đống rác. Bây giờ mình cứ gom rác lại mà bươi, biết đâu được gặp lại nó. Kỳ này nó có kêu làm trâu làm ngựa tôi cũng làm, ráng không có chửi mắng nữa. Khổ bà quá, nó không có trong đó đâu mà bà bươi bà tìm. Bà vô nhà nghỉ đi, để tôi gom cái đống này tôi đổ nó đi. Đầu năm đầu tháng mà có rác rưởi trong nhà nó không có hơn. Đừng, cứ để yên đó. Phải tranh thủ ba ngày này mà bươi, biết đâu nó núp ở trong này cho mình cơ hội khác thì sao? Khổ bà ghê. Bà, chính vì lối sống tắc trách lãng phí, chỉ vì bản thân mình nên nữ quan phải chịu hình phạt và biến thành cây chọi, suốt năm làm cật lực chỉ nghỉ được 3 ngày Tết. Còn người giữ trâu, sau khi vợ biến thành cây chọi, ông sống một mình, đau bệnh rồi cũng qua đời, để lại bài học về sự lười biếng, thực dụng sẽ không bao giờ có kết quả tốt.